Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, quân Tư Tà quay đầu lại thì thấy phía sau mình đã trống không. Ngay cả giao long cũng đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn cây đàn, dây đàn quấn quanh thân đàn như kén tằm vậy. Mà vị thiếu niên Trung Sơn Thị đi cùng với nàng vì cứu nàng mà liều mạng kia thì đã không còn bóng dáng. Thiền nữ đang tìm gì vậy? Tộc trưởng quân Sơn Thị thấy nàng ta hết nhìn đông lại nhìn tây, không khỏi buồn bực hỏi. À, không có gì. Quân Tư Tà thu hồi tầm mắt của mình, cúi đầu nhìn chăm chú mặt hồ, cảm thấy bóng dáng của mình trong nước có vẻ phần dịu dàng. Sự liễu phất y khứ ẩn sâu thân cùng công, Trung Sơn Thị Trung Nhạc, ta sẽ ghi nhớ ngươi thật kỹ. Lúc ngẩng đầu lên, nàng đã quay trở lại về thành thiên chi kiêu nữ, kiêu ngạo lạnh nhạt nói: "Tộc trưởng đại nhân, chúng ta đi về thôi, ta bị trọng thương, cần phải nhanh chóng chữa trị. Tộc trưởng đã chuẩn bị linh cao ngọc, linh nguyên đan chưa?" "Đã chuẩn bị thỏa đáng rồi." "Tốt, chúng ta trở về quân sơn." Tộc trưởng quân Sơn Thị thấy nàng dù bị trọng thương nhưng vẫn quyết đoán như cũ, không khỏi vui mừng. "Tư Tà thật không hổ là thiên chi kiêu nữ của tộc ta, tương lai tất sẽ thành nữ thủ lĩnh của đại hoang, dẫn dắt quân Sơn Thị đi lên con đường vinh quang." Quân Tư Tà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy núi non xanh ngắt, ưng hạc bay lượn. Thiếu nữ quay người lại thầm nhủ: "Trên đời này còn có một người con trai tới từ Trung Sơn Thị, từng nhìn thấy sự dịu dàng ở trong lòng của ta." Trong rừng núi mênh mang, Trung Nhạc đứng trên đầu giao long. Giao long uốn lượn bay đi, hắn thật sự không thể nói là sự liễu phất y khứ, bởi thương thế thật sự rất nặng, xương sườn đau đớn, quần áo đã rách nát, nhiễm đầy máu. "Ta bị thương quá nặng, lần sau có đi đâu nhớ phải mang theo ít linh ngọc cao vậy, không thì không bị cường giả yêu tộc đánh chết đi, thì cũng bị thương nặng quá mà chết đi, thật quá oan uổng." Tuy Trung Nhạc có khí lực kinh người, nhưng có mạnh tới mấy thì cũng có lúc bị thương. "Nếu để vết thương tự khỏi, phòng chừng cũng phải mất 10 ngày nữa. Đợi khi ta trở lại kiếm môn, thương thế cũng đã khỏi rồi." Trung Nhạc nhìn, còn rất xa mới tới được kiếm môn, nay đã không còn cường giả yêu tộc truy đuổi, hắn không cần phải vội vàng đi, mà cố gắng khiến cho mình thật thoải mái. Nhưng tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều, tất nhiên là thời gian quay trở lại kiếm môn sẽ chậm đi vài ngày. Tân Hỏa lại lần nữa rơi vào giấc ngủ say, không hề nói gì. "À đúng rồi, ta dung hợp Đại Nhật Kim Ô, tu thành linh hồn nhất thể, không biết thuyền cơ trong Đại Nhật Kim Ô chi linh có thủ đoạn phòng ngự hay không đây." Hắn lập tức vừa đi vừa sửa soạn lại những gì mình đã đạt được khi hòa hợp linh. Trung Nhạc thầm nghĩ: "Quân sư tỷ nói ta chưa khai phá được huyền cơ của linh, không có được ảo diệu chất chứa ở trong đó. Ta phải tìm hiểu cẩn thận ảo diệu huyền cơ của Đại Nhật Kim Ô mới được." Đại Nhật Kim Ô có 3 hình thái và 3 loại đồ đằng. Loại đồ đằng thứ nhất là Đại Nhật đồ đằng, có tất cả 36 đạo đồ đằng. Trung Nhạc cẩn thận lĩnh ngộ, nghiên cứu ảo diệu của 36 đạo đồ đằng văn này, lòng thầm kinh hãi. Đây là đồ đằng văn luyện thế, còn tinh diệu hơn giao long nhũ thể quyết không biết bao nhiêu lần. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trải qua thay đổi từ hắn, giao long nhũ thể quyết đã được dung hợp thêm đồ đằng hệ lôi và long tướng đồ đằng, có thể nói là một công pháp không hề tệ về mặt luyện thể, làm cho hắn khi chưa trở thành luyện khí sĩ mà đã có được khí lực cường hãn, có thể so với cường giả luyện thể. Nhưng khi so sánh với Đại Nhật đồ đằng, giao long nhũ thể quyết quả thật rất kém. Đại Nhật đồ đằng chỉ có 36 đạo đồ đằng văn, về số lượng thì không bằng Huyền Vũ đồ đằng. Huyền Vũ đồ đằng có 46 đạo đồ đằng văn,
nhưng số lượng đồ đằng văn nhiều hay ít không có nghĩa là đồ đằng mạnh hay yếu. Ví dụ như đồ đằng văn của Tự Tại Đại Kiếm Khí chỉ có một đạo kiếm văn, nhưng lại hơn xa các loại công pháp khác. Mà đồ đằng văn của Đại Nhật Đồ Đằng luận về độ thâm ảo tinh diệu thì hơn xa Huyền Vũ Đồ Đằng. Trung Nhạc cẩn thận nghiên cứu, chỉ cảm thấy tối nghĩa và khó hiểu, khó mà lĩnh ngộ được. Hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghiên cứu hình thái thứ hai của Đại Nhật Kim Ô. Đồ đằng văn của hình thái Tam Túc Kim Ô còn nhiều hơn cả Đại Nhật, có 64 đạo. Đây là pháp môn chiến đấu khi bay sao? Trung Nhạc tim đập thình thịch. Kim Ô Đồ Đằng chính là pháp môn chiến đấu cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn là một loại pháp môn phi hành. Nếu tu luyện thành công, ắt sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Mà hắn còn cảm nhận được rằng, nếu lĩnh ngộ được huyền cơ chất chứa trong Kim Ô Đồ Đằng, tinh thần lực sẽ hóa thành đôi cánh, khiến cho việc chiến đấu giữa không trung càng thêm linh hoạt và đa dạng. Quan trọng nhất là đôi cánh của Kim Ô có thể đột phá được âm chướng. Trung Nhạc tuy không hiểu biết nhiều, nhưng đã gặp qua không ít luyện khí sĩ, mà hắn vẫn chưa thấy vị luyện khí sĩ nào dùng đôi cánh phi hành lại có thể đột phá được âm chướng. Đó là bởi vì thuật phi hành bằng cánh chủ yếu là đôi cánh vỗ, tác động của không khí, mượn lực phản của không khí để bay đi. Muốn dựa vào đôi cánh để đột phá âm chướng, cho dù là làm từ sắt thép cũng không được, huống chi là đôi cánh chỉ được quan tưởng ra từ tinh thần lực. Vậy mà đôi cánh của Kim Ô lại có thể làm được điều này. 46 đạo đồ đằng văn của Kim Ô Đồ Đằng này, mỗi một đạo đều phức tạp hơn, thâm ảo hơn và huyền diệu hơn cả Đại Nhật Đồ Đằng, đồng thời cũng càng khó lĩnh ngộ hơn. Đồ đằng văn khó như thế này, nếu muốn đạt được huyền cơ ảo diệu ở trong đó, chắc hắn phải mất chục ngày mới làm được. Hắn tiếp tục nghiên cứu loại đồ đằng thứ ba, Tam Túc Thần Nhân Đồ Đằng. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc không thể không bỏ qua việc nghiên cứu. Hai loại đầu tiên, cho dù là Đại Nhật Đồ Đằng hay Kim Ô Đồ Đằng, hắn còn có thể ít nhiều nhìn ra được chút ít huyền cơ. Mà Tam Túc Thần Nhân Đồ Đằng lại có tất cả 108 đạo đồ đằng văn, cao thâm hơn nhiều, hắn chẳng thể nhìn ra được chút huyền cơ nào. Hơn nữa, loại đồ đằng này có yêu cầu cực cao về mặt tu vi, là pháp môn chiến đấu dưới dạng linh thể hợp nhất, vô cùng cường hãn. Đại Nhật Đồ Đằng và Kim Ô Đồ Đằng rất đáng để nghiên cứu, bởi nếu tìm hiểu ra được sự ảo diệu ở bên trong, ta sẽ khắc phục được hai khiếm khuyết lớn nhất của mình. Trung Nhạc dụng tâm nghiên cứu, vùi mình vào trong ảo diệu của 36 đạo Đại Nhật Đồ Đằng văn, ăn gió uống sương, không dành để ý xung quanh, mà Giao Long còn đang chờ hắn bay về kiếm môn. Dọc đường đi, gặp núi thì Giao Long bám núi mà qua, gặp sông thì đạp sóng lướt đi, cả quãng đường đều bình an vô sự. Bất chi bất giác đã 10 ngày qua đi, Trung Nhạc tìm hiểu được cơ bản về 36 đạo Đại Nhật Đồ Đằng văn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mặt mình đã chính là kiếm môn. Núi kiếm môn hùng vĩ như thanh kiếm dựng thẳng trong trời đất, với độ cao và thị lực không thể với tới, chỉ có kim đỉnh là tỏa ánh sáng chiếu rọi ngàn mây. Trong lúc tìm hiểu Đại Nhật Đồ Đằng, hắn còn không ngừng hấp thu kim khí trong đám hồn binh Trảm Mã Đao, Lăng Nha Bổng kia. Những mảnh vụn Trảm Mã Đao vốn chất đống như núi trên lưng Giao Long, giờ phút này đã bị hắn hấp thu toàn bộ kim khí, biến thành bột mịn. Nay lượng kim khí trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu, ước chừng có thể quan tưởng được 6 tấm Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn. Lực phòng ngự tuy chưa thể nói là kín không kẽ hở, nhưng muốn công phá được nó thì cũng không dễ dàng. Nhất là hắn đã có thể làm được phi tưởng, chỉ cần công kích phóng tới, Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn sẽ tự động xuất hiện, chứ không cần phải quan tưởng nữa. Từ khi trở thành đệ tử nội môn, ta còn chưa vào trong động phủ của mình. Nay đúng lúc sắp tìm hiểu hết về Đại Nhật Đồ Đằng, chi bằng về động phủ tu luyện. Ta nghe nói tốc độ tu luyện trong động phủ nhanh hơn những nơi khác rất nhiều. Trung Nhạc đi về phía nội viện. Khi đi tới vách núi trước nội viện, hắn gõ chiêng, một con bạch hạc to lớn bay ra từ trong mây mù, chở hắn sang bờ bên kia. Ồ, ra là Trung Xuân Thí, Trung Tiểu Ca Nhi. Người chắc không biết rồi, Ngạc Long vốn phụ trách nơi đây bỗng dưng đã biến mất, nay đổi lại là ta trực thay. Bạch hạc kia mở miệng nói tiếng người, là giọng nói thanh thúy của nữ tử. Nàng lại cười nói tiếp: ta là tọa kỵ của trưởng lão Đào Lâm Thí, được ban cho họ Đào. Trung Tiểu Ca Nhi có thể gọi ta là Đào Hạc Nhi. Trung Nhạc gật đầu nhìn xuống vách núi.
Lúc này hai bên vách núi vẫn có huyết nhục mấp máy, bị phong ấn của chư thần chấn áp. Mà con ngạc long kia vì đền ơn đã đánh hắn rơi xuống vách núi, sau đó liền bị ân nhân của nó diệt khẩu, chôn thân ở bên dưới. Ta chạy ra khỏi ma hồn cấm địa, trở thành lĩnh chủ yêu tộc, lại lên mặt trăng, sau đó truyền tống tới mặt trời, lĩnh ngộ được đại nhật kim ô chi linh, rồi ở đại nguyên hoang địa gặp được quân tư tà, quân sư tỷ, dọc đường vừa chạy vừa né tránh sự đuổi giết của yêu tộc. Chuyện như thế mà kể ra thì có bao nhiêu người chịu tin ta đấy? Hắn hồi tưởng quãng thời gian vừa qua, chợt cảm thấy thật kỳ diệu. Hắn chợt nghĩ ra một điều, bèn hỏi: "À, Đào Hạc Nhi, Ngạc Long là tọa kỵ của ai vậy?" "Ngạc Long ư? Ngạc Long là tọa kỵ của trưởng lão Lôi Sơn của Lôi Hồ Thí. Sau vì Lôi Hồng có công nên được ban lại cho Lôi Hồng. Lôi Hồng này chính là một trong tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta. Không cần Ngạc Long nữa nên cho Ngạc Long trấn thủ nơi đây." "Tọa kỵ của trưởng lão Lôi Sơn ư?" Ngạc Long nói là nó làm vậy vì đền ơn. Chẳng lẽ ân nhân của nó là Lôi Sơn ư? Hoặc giả là Lôi Hồng ư? Không, không đúng. Khi đó rõ ràng Lôi Hồng đang ở phụ cận Cô Hà Thành, không thể là gã được. Chẳng lẽ Lôi Sơn giết Ngạc Long ư? Trung Nhạc bước lên bờ bên kia thầm nghĩ: "Quân sư tỷ nói nàng bị người ta bắn đứng, thế mới chúng mai phục. Người bắn đứng nàng ta hẳn là trong ba người Phong Phương và Lôi rồi. Nếu trưởng lão Lôi Sơn lệnh cho Ngạc Long giết ta, như vậy người bắn đứng quân sư tỷ hẳn là Luyện Hóa, một trong tứ đại cao thủ trẻ tuổi. Chẳng lẽ cấu kết với cả Thiên Tượng Lão Mẫu, không chỉ có Thủy Đồ Thí mà cả Lôi Hồ Thí cũng tham dự hay sao?" "Trung sư đệ, cuối cùng người cũng chịu ra khỏi Linh Không Biển." Trung Nhạc còn đang suy tư thì Đình Lam Nguyệt cũng đã chạy tới. Trung Nhạc quan sát vị thiếu nữ này, hiển nhiên Đình Lam Nguyệt đã cảm ứng được Linh, trở thành luyện khí sĩ. Thiếu nữ vội vàng bắt lấy tay hắn, hấp tấp nói: "Cuối cùng người cũng chịu chui ra rồi. Người có biết không, giờ động phủ của ngươi bị người ta chặn rồi, đang chờ ngươi trở về kìa." "Sao, động phủ của ta bị người ta chặn ư?" Trung Nhạc nghe thế kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại như vậy?" "Thì hình như là vì một tấm kiếm bài nào đó thì phải." Đình Lam Nguyệt vội vàng kể: "Ta nghe người ta nói rằng tấm kiếm bài ấy không phải là vật tầm thường, có liên quan tới môn chủ đời tiếp theo. Những người kia bất bình chuyện ngươi đạt được kiếm bài nên mới chặn ngươi ở động phủ của ngươi. Bọn họ đã ở đó được 3 tháng rồi." "Thì ra là do khối kiếm bài kia. Không biết là Thủy Đồ Thí hay Lôi Hồ Thí tung tin ta có nắm giữ khối kiếm bài đó đây." Trung Nhạc lòng ngạc nhiên cười nói: "Ta đã trả khối kiếm bài ấy lại cho chủ nhân của nó rồi. Đình sư tỷ đừng lo, ta sẽ đi bảo bọn họ là ta không cầm kiếm bài, bọn họ sẽ bỏ đi thôi." Đình Lam Nguyệt lắc đầu nói: "Điều này thì chưa chắc đâu, ngươi đừng trở về động phủ vội. Lê Tú Nương với Ngô Phi Yến đã trở thành luyện khí sĩ rồi, để ta tìm bọn họ trợ trận cho ngươi. Không thể để đám người kia bắt nạt ngươi được." Trung Nhạc lắc đầu, đang định nói thì cô thiếu nữ này đã bước đi rồi. "Đình sư tỷ thật quá nhiệt tình, chỉ là tính tình hơi nóng vội." Trung Nhạc cất bước đi tới động phủ của mình, hắn thầm nghĩ. Lúc này, bên ngoài động phủ của Trung Nhạc, 5-6 vị luyện khí sĩ kiếm môn đang thủ sẵn ở nơi đây. Từ trận quyết đấu vô cấm kỵ tới nay đã hơn 3 tháng. Theo lý mà nói, tư chất có kém đến mấy cũng giữ sức hiểu được Linh trong khoảng thời gian này. Mà Trung Nhạc bọn họ đang đợi mãi không hề xuất hiện. Các luyện khí sĩ khác đã đợi tới không còn chút kiên nhẫn nào, đều đã trở về động phủ của mình. Chỉ còn từng này người là vẫn chờ đợi ở nơi đây. "Cái tên Trung Sơn Thể kia rốt cuộc muốn trốn trong Linh Không Điện bao lâu nữa đây? Định ở đó tới chết luôn hay sao?" Một tên luyện khí sĩ nói với vẻ bực dọc. Một tên khác lắc đầu nói: "Người này hẳn là nghe nói chúng ta chặn trước động phủ, sợ hãi nên mới núp trong Linh Không Điện, không dám ra ngoài. Đoán chừng phải chờ tới khi luyện thành thoát thai rồi mới dám xuất hiện." "Sao, luyện thành thoát thai ư? Chẳng phải chúng ta phải chờ thêm nhiều năm nữa hay sao?" "Mau nhìn, mau nhìn, có người tới bên này. Kẻ đó có phải Trung Sơn Thị hay không?" Cả đám luyện khí sĩ đang canh giữ trước động phủ của Trung Nhạc vội vàng quay ra nhìn, chỉ thấy một thiếu niên đang cất bước tiến tới. Thiếu niên này mày rậm mắt to, khí độ thong dong, bước chân vững vàng. Quần áo là do gia thú và huyền kim quý giá dệt nên,
Bên hông có đeo một ngọc bội, trông khá là khí phái. Sau lưng của hắn có Giao Long miệng ngậm một chiếc đèn lồng đi theo. Nay mùa xuân đã tới, hoa cỏ tươi tốt điểm thắm cả ngọn núi. Thiếu niên cất bước đi tới, ong bướm vần quanh, chân đạp cỏ xanh, không dính chút bụi đất nào. Hẳn không phải là tiểu tử Trung Sơn Thị kia rồi. Đám luyện khí sĩ thu tầm mắt lại thầm nghĩ. Trung Sơn Thị là một thị tộc nhỏ, nhân số chưa quá trăm, sao có thể tạo ra kẻ phú quý như vậy đây? Kẻ này rõ ràng là công tử đại thị tộc rồi. Chỉ thấy thiếu niên quý phái kia đi tới trước động phủ của Trung Nhạc, kinh ngạc nhìn mấy luyện khí sĩ kia, rồi gỡ ngọc bội bên hông xuống, đặt lên cửa động phủ. Mà tòa động phủ này lại ầm ầm mở ra, khiến đám luyện khí sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi là người phương nào? Mấy tên luyện khí sĩ tỉnh ngộ lại, thấy thiếu niên đang định bước vào trong động phủ thì vội vàng bước lên cản đường hắn lại. Vị sư huynh này, sao ngươi có lệnh bài của Trung Sơn Thị vậy? Ngươi với Trung Sơn Thị có quan hệ gì? Thiếu niên nghe vậy thì mỉm cười đầy ôn hòa rồi đáp. Ta chính là Trung Sơn Thị, Trung Sơn Thị Trung Nhạc, bái kiến các vị sư huynh. Các vị sư huynh chặn ngoài động phủ của ta là có ý gì đây? Thiếu niên vừa nói xong, một con rắn đen đang bò quanh đám cỏ ở gần đó đột nhiên ngóc đầu lên, vui vẻ trườn đi kêu lớn. Trung Sơn Thị đã về rồi, mau đi thông báo cho chủ nhân. Trên không trung, một con bạch hạc đang bay vòng quanh, nghe vậy thì giật mình, vội vỗ cánh bay đi. Lão già đã dặn, nếu Trung Sơn Thị hồi phủ thì nhất định phải thông báo cho ngài, may là không bỏ lỡ rồi. Lại có một con mèo rừng, một con chim chỉ chạy qua chạy lại kêu lên. Trung Sơn Thị về rồi, Trung Sơn Thị về rồi, mau đi bẩm báo Vô Ưu lão gia. Trung Nhạc ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt mình, có phần giờ khóc giờ cười. Mà đám luyện khí sĩ trước cửa động phủ thì ngẩn ra, có phần không hiểu gì. Bọn họ vốn biết rõ lai lịch của Trung Nhạc, biết hắn là một tên tiểu tử nghèo tới từ tiểu thị tộc, mà trước mặt bọn họ bây giờ là một công tử quý gia, có khí độ thong dong. Sự tương phản ở đây thật quá lớn. Người đẹp vì lụa, bộ y phục lông chồn mà Trung Nhạc trộm từ thủy đồ thị đã bị phá rách trong lúc chiến đấu. Mấy ngày trước khi đi ngang qua vị thủy, hắn lại tiện tay dùng tinh thần lực cắp lấy một bộ y phục thượng thừa từ chỗ thủy đồ thị, vứt bỏ bộ rách đi. Mà từ khi giờ kiếm môn tới nay, Trung Nhạc trải qua chuyến đi ở ma hồn cấm địa, hành trình mặt trăng tới mặt trời, đạt được lượng kiến thức phi phàm, lại trải qua trận ác chiến ở đại nguyên hoang địa, bất giác đã dưỡng ra khí độ thong dong. Mà bộ y phục đẹp đẽ quý giá này lại phụ trợ làm nổi bật phong thái của hắn. Có câu phúc hữu thi thư khí tự hoa, hắn tuy không đọc đủ thứ thi thư, nhưng trải qua tôi luyện nên như bảo kiếm dần dần được mài cho sắc bén, tỏa ra anh khí bức người, có thể làm cho người ta nhìn ra chỗ bất phàm của hắn. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc sao? Đám luyện khí sĩ thấy Trung Nhạc có khí độ và dung nhan bất phàm như vậy, đâm ra không còn khinh thường hắn nữa. Có được phong độ tao nhã như này, tất nhiên không phải là kẻ tầm thường. Đám luyện khí sĩ liếc nhau, ai nấy đều khó nén được sự kích động. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng Trung Sơn Thị cũng tới. Một tên luyện khí sĩ tiến lên cười nói. Trung sư đệ, nghe nói ngươi có được một khối lệnh bài, một khối kiếm bài. Mấy người bọn ta không phục, hôm nay muốn khoa chân múa tay với ngươi một phen, để xem ngươi có tài đức gì mà lại nhận được khối kiếm bài kia. Trung Nhạc nhíu mày lại rồi lập tức giãn ra, cười ôn hòa nói. Khối kiếm bài ấy vốn chẳng phải vật của ta, 3 tháng rưỡi trước ta đã trả lại cho chủ nhân của nó rồi. Các vị sư huynh, ta muốn hồi phủ, các ngươi đừng chặn đường nữa đi. Sao? Ngươi trả kiếm bài lại cho chủ nhân của nó sao? Mấy tên luyện khí sĩ ngẩn ra rồi bật cười. Lời này ai tin được đây? Trung Sơn Thị, không phải bọn ta quá đáng, mà lời nói của ngươi thật sự sỉ nhục trí thông minh của bọn ta mà. Kiếm bài là vật quý trọng cỡ nào, sao ngươi có thể dễ dàng trả lại được đấy? Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Hắn cũng biết kiếm bài bất phàm, nhưng một khối kiếm bài ấy lại khiến cho mấy tên luyện khí sĩ này tự mình trông giữ ở đây cả 3 tháng trời. Hiển nhiên là tấm kiếm bài kia có chỗ bất phàm hơn cả hắn tưởng. Đột nhiên một luồng khí tức nhanh chóng tiếp cận động phủ của hắn. Một tiếng kiếm kêu truyền tới, hạ xuống đất, hóa thành một nam tử khôi ngô, ánh mắt sắc bén như kiếm khí, quét qua mọi nơi, rồi dừng ở trên người Trung Nhạc, vừa mừng vừa sợ hỏi.
Trung Sơn Thí, Trung Nhạc sao? Còn các hạ là... Trung Nhạc Nhữ Mi hỏi. Hồng Ba Động Phú, Thác Vô Ưu. Nam tử khôi ngô kia bước tới, nóng lòng muốn ra tay. Trung sư đệ, người cuối cùng cũng chịu đi ra, hẳn là đã tu thành linh rồi, trở thành luyện khí sĩ rồi sao? Như vậy coi như ta không bắt nạt ngươi. Tới nào, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà có được kiếm bài. Trung Nhạc nhíu mày, khách khí nói. Thác sư huynh, chỉ là kiếm bài thôi, hà tất phải đả thương hỏa khí đồng môn đấy. Nào có đả thương hỏa khí được. Thác Vô Ưu cười ha ha, hào khí ngút trời nói. Ta đánh bại ngươi, đoạt lấy kiếm bài. Ngươi tuy đau lòng, nhưng ta vui vẻ, sẽ ôn hòa với ngươi, đảm bảo không tổn thương hỏa khí đâu. Lại có một khí tức khác phi tới, hạ xuống trước cửa động phủ của Trung Nhạc. Một nam tử mặc áo bào cho đáp xuống đất, cười nói. Trung sư đệ, tất cả mọi người đều là đồng môn cả, cũng đều là luyện khí sĩ cả. Hôm nay ta không phải tranh khí phách với ngươi, mà là tranh quyền sở hữu khối kiếm bài kia. Khối kiếm bài đó chỉ có thể là của kẻ mạnh thôi, có tư chất hơn người. Người muốn chiếm cứ nó, chi bằng đưa ra được bản lĩnh hơn người đi. Lại vào lúc này, một đạo ngân quang từ xa kéo tới, rơi ầm ầm trước mặt Trung Nhạc. Ngân quang tan đi như thủy ngân lan tràn khắp nơi, trông vô cùng đẹp đẽ. Một thiếu nữ bước ra từ trong ngân quang, hừng hực chiến ý nói. Trung Sơn Thí, đừng làm nhám, mau xuất kiếm đi. Trung Nhạc cau mày, chỉ trong giây lát mà có bảy luyện khí sĩ trẻ tuổi bay tới bao vây hắn, nóng lòng muốn đánh bại hắn. Các vị sư huynh sư tỷ, kiếm bài quả thực không ở trên người của ta. Nữ tử kia bước lên, cười khanh khách nói. Không có ở trên người của ngươi, vậy trên người của ai đây? Nếu ngươi nói ra tên người kia, ta có thể không quyết tranh cao thấp với ngươi. Nhớ tới đôi chân của Khâu Cấm Nhi, Trung Nhạc khẽ lắc đầu. Nếu các vị sư huynh sư tỷ vẫn ép người như vậy, sư đệ đành phải thanh toán cho các người. Nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng môn, đều là luyện khí sĩ thuộc kiếm môn cả. Ta sẽ không hạ sát các người đâu. Các vị sư huynh sư tỷ, sau trận chiến này chúng ta sẽ không đả thương hỏa khí của nhau. Nữ tử kia bật cười, đang định nói thì thấy phong lôi tuôn trào, rầm rầm vang lên. Trung Nhạc gần như lướt tới, dùng thân mình đánh lên người của nàng ta. Thiếu nữ cảm giác như mình bị một con cự thú đụng trúng thân thể, tứ chi bách hài, vang lên tiếng răng rắc, tứ chi méo mó. Nàng ta bị Trung Nhạc đụng trúng người, sức mạnh truyền tới từ chỗ Trung Nhạc làm xáo trộn tất cả các gân trên tay, chân, cổ và lồng ngực của nàng ta, các đốt xương cũng bị rỡ rời. Cô gái mềm yếu ngã xuống đất, đau đớn đến độ ngất đi. Trung Nhạc đụng ngất cô gái xong lại di chuyển bước chân. Luyện khí sĩ mặc áo bào cho cách đó không xa còn chưa kịp phản ứng thì thấy mặt đất đột nhiên ầm ầm nứt toác ra. 9 con dao long trông vô cùng hung ác chui ra khỏi mặt đất, từng cái móc vuốt thò xuống chế trụ bả vai của gã. Nguồn sức mạnh to lớn áp chế xuống, luyện khí sĩ áo bào cho thét lớn, bị 9 con dao long đè ngã trên mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, loạn thạch văng khắp nơi. Gã không kịp rên lên một tiếng đã bị đè ngất. Cùng lúc đó, Trung Nhạc đã đi tới bên cạnh một vị luyện khí sĩ thiếu niên khác nữa. Thiếu niên này phản ứng rất mau lẹ, lập tức quan tưởng phòng ngự hình khiên, khiến cho một chiếc khiên lớn xuất hiện trước người. Tiếp theo đó là hồn binh ong ong rung động. Nhưng nghi vừa tế hồn binh lên thì một đạo kiếm khí đâm thủng chiếc khiên. Từ chỗ vỡ đó, Trung Nhạc thò tay nắm lấy mặt thiếu niên rồi nhấn ra đằng sau. Bùm một tiếng, thân hình thiếu niên nện lên vách núi, nện đến vách núi lõm xuống một hố to, cả người lún vào bên trong, chỉ có đôi chân là thò ra bên ngoài. Đừng để hắn tới gần ngươi, hắn rất khỏe. 9 tên luyện khí sĩ còn lại kịp phản ứng, vội điều động kiếm khí tế hồn binh lên. Lại đúng lúc này, một gốc san hô đỏ bay lên, bắn ra 18 đạo kiếm khí tấn công 9 người này. Thác Vô Ưu chống đỡ 2 đạo kiếm khí, vội quát lớn. Bắt giặc trước phải bắt vua. Trung Sơn Thí chớ có cản rỡ như vậy, mau hợp sức áp chế hắn ta. Y còn chưa dứt lời thì thấy mặt đất nổ tung, một đám giao long điên cuồng chui ra chụp lấy bọn họ. Đám người Thác Vô Ưu dốc sức ngăn cản, tiếng rầm rầm vang lên không dứt. Đám giao long kia lại chui về trong lòng đất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Thác Vô Ưu ngẩng đầu lên nhìn, thấy giữa sân lại có hai người ngã xuống, rõ ràng là khi bọn họ chống cự Giao Long bị Trung Nhạc đánh cho bất tỉnh. Trước động phủ, kiếm khí tung hoành, tiếng nổ vang lên không ngừng. Bảy người còn lại thấy có thêm nhiều kiếm khí tập kích, vội vàng thúc giục kiếm khí và hồn binh bảo vệ quanh thân va chạm với kiếm khí đánh tới. Suy cho cùng thì san hô kiếm khí vốn yếu lại phải chia ra tấn công vào đám người, sức mạnh bị phân tán. Đám người Thác Vô Ưu lập tức tế hồn binh lên, lao tới phía Trung Nhạc. Những tiếng cong cong vang lên, quanh thân Trung Nhạc lập tức xuất hiện những tấm huyền vũ kim linh thuẫn. Trên bề mặt khiên, Long Quy thò đầu, mở long khẩu cắn loạn xạ, mà đằng xà thì bay múa, đánh tan công kích đánh tới. Không có hồn binh nào có thể công phá được phòng ngự của kim linh thuẫn. Kiếm quang lóe lên, Trung Nhạc tay nắm long tướng kiếm khí. Kiếm khí nhỏ như tơ nhện, hệt như dây đàn. Hắn rung tay, kiếm khí tung hoành, tấn công dồn dập, lập tức đánh tan phòng ngự của một vị luyện khí sĩ. Hắn lại giơ chân đá bay người này. Mau bay lên không trung! Thác Vô Ưu vội vàng bay lên, năm người còn lại cũng vội vàng quan tưởng đôi cánh. Một người trong số đó còn chưa kịp bay lên thì bị kiếm khí phóng ra từ trong một gốc cây bao phủ, bị cắt cho mình đầy thương tích, không dám cử động. Người thứ hai vừa bay lên liền bị Trung Nhạc nắm lấy mắt cá chân rồi ném mạnh xuống đất. Vị luyện khí sĩ thứ ba là một thiếu nữ, vừa bay lên một nửa trong không trung thì bị Trung Nhạc vượt qua, rồi bị Trung Nhạc đạp một cái thật mạnh lên người, ầm ầm nện toàn thân xuống đất. Hai người khác thế vậy không dám nói gì, vội vỗ cánh phóng đi. Thác Vô Ưu thấy Trung Nhạc đang dẫm lên lưng cô gái kia đứng dậy rồi ngẩng đầu nhìn mình, không khỏi dùng mình một cái, cũng vỗ cánh bay đi không dám dừng lại. Ầm một tiếng, Trung Nhạc như một tia chớp đuổi theo Thác Vô Ưu và hai tên luyện khí sĩ kia. Trung sư đệ, Trung sư đệ! Tiếng kêu của Đỉnh Lam Nguyệt vang lên, vài cô thiếu nữ vừa tấn thăng luyện khí sĩ cũng đều đã tới, còn chưa tới mà âm thanh đã truyền khắp núi. Ngươi hãy yên tâm, Phi Yến và Tú Nương đều tới trợ trận cho ngươi. Ta còn mời cả Đào Yến Nhiên nữa này. Có tỉ muội chúng ta, không ai có thể đả thương ngươi được. Bốn thiếu nữ vừa vọt lên núi thì nghe thấy ba tiếng bịch 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 truyền tới. Chỉ thấy ba bóng người từ trên trời giáng xuống, nện thật mạnh lên mặt đất ở ngay trước cửa động phủ của Trung Nhạc. Mà xung quanh động phủ này ngổn ngang những luyện khí sĩ. Đám người Ngô Phi Yến, Đào Yến Nhiên, Lê Tú Nương và Đỉnh Lam Nguyệt đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, lòng đầy hoảng sợ. Đau, đau quá mẹ ơi! Thác Vô Ưu chưa hôn mê, dãy giụa định đứng lên, đột nhiên sắc mặt biến đổi, vội kêu lớn. Trung sư đệ, dừng tay! Bốn nàng kia vội quay sang nhìn, thì thấy lôi quang lóe lên, Trung Nhạc xuất hiện bên cạnh Thác Vô Ưu, nhấc chân đạp xuống một cái thật mạnh. Thác Vô Ưu đầu dưới chân trên cắm vào trong sân thạch, chỉ còn hai chân rung rung ở bên ngoài. Trung sư đệ! Đỉnh Lam Nguyệt run run gọi. Đỉnh Lam Nguyệt cũng là người bình phục đầu tiên, nàng lên tiếng nói. Trung sư đệ, ngươi đánh bại tất cả bọn họ rồi ư? Chuyện này sẽ gây náo động lớn lắm đấy. Ngươi kết thủ với nhiều người như vậy, khi tỉnh lại bọn họ sẽ liều mạng với ngươi mất thôi. Còn vị sư tỷ kia nữa kìa, ngươi đánh cho người ta mất trận ngược lên như vậy, mà sao lại vặn véo thành cái dạng này? Trung Nhạc lại cười nói. Sư tỷ, vừa rồi Thác sư huynh có nói là sẽ không tổn thương hỏa khí mà. Đỉnh Lam Nguyệt buồn bực nói. Bị đánh cho thành như vậy rồi mà còn không tổn thương hỏa khí được hay sao? Thác sư huynh thật bao dung á. Lê Tú Nương hít vào một hơi thật dài, liếc Trung Nhạc và nói. Trung sư đệ, những vị sư huynh sư tỷ này đều bị ngươi đánh hay sao? Đào Yến Nhiên cũng chớp mắt nhìn hắn. Nàng ta là tỷ tỷ của Đào Đại Nhi, đệ tử hạch tâm của Đào Lâm Thị, chỉ là chưa gặp Trung Nhạc trong trận quyết đấu vô cấm kỵ. Ngô Phi Yến cũng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, lòng còn sợ hãi. Thật quá kinh khủng, Trung Nhạc cũng nổi lên từ quyết đấu vô cấm kỵ của Thượng Viện như bọn họ. Trận chiến với Thủy Thanh Nghiên đã khiến cho hắn nổi tiếng khắp Thượng Viện, được phá cách đề bạt, đứng hạng thứ nhất Thượng Viện, sánh ngang với Thủy Thanh Nghiên. Nhưng đó là Thượng Viện của ngoại môn, còn nội môn thì lại hoàn toàn khác. Mỗi một đệ tử nội môn đều là luyện khí sĩ. Có người năm ngoái mới vào nội môn, mà có kẻ đã ở nơi đây cả chục năm dòng, tu vi thâm hậu hơn xa
những đệ tử vừa tiến vào nội môn rất nhiều. Những vị sư huynh sư tỷ đó sao có thể bị một tên luyện khí sĩ nhỏ bé mới bước vào nội môn có 3 tháng là Trung Nhạc đánh bại cho được, mà còn một lúc đánh bại nhiều người như vậy đây? Trung Nhạc bước tới động phủ của mình, cười nói: tuy các vị sư huynh này tu luyện thời gian dài, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, chưa từng trải qua những trận đấu sinh tử, nên có thực lực mà không phát huy ra được. Giao chiến với ta hệt như mưa rơi xuống hoa vậy, gió thổ liễu mùa thu, tất nhiên là hoa tàn liễu rụng rồi. Đào Yến Nhiên thầm lè lưỡi: những người ngã dưới đất này đều là các sư huynh của nàng ta, vào nội môn từ vài năm trước, tu vi hơn xa nàng. Nhưng theo lời Trung Nhạc thì những người này lại là những bông hoa kiều diễm, không chịu nổi gió táp mưa xa. Giao chiến với hắn sẽ lập tức biến thành tàn hoa bại liễu. Bốc phét mà. Ngu Phi Yến bĩu môi theo Trung Nhạc bước vào trong động phủ. Trung Nhạc quay đầu cười nói: thực sự không phải là bốc phét đâu, hơn nữa tu vi của bọn họ không bằng ta, thực lực cũng thua kém ta. Ta đánh bọn họ thực ra là đang bắt nạt bọn họ thôi. Ba cô gái kia vội vàng bước theo. Đào Yến Nhiên tò mò hỏi: sao? Tu vi bọn họ không bằng ngươi ư? Những vị sư huynh sư tỷ này vào nội môn sớm hơn chúng ta đã vài năm rồi, phỏng chừng không ít người đã tu luyện tới thoát thai cảnh rồi ấy chứ. Trung Nhạc cười nói: thì ta cũng tu luyện tới thoát thai cảnh rồi. Các cô gái nghe vậy thì chấn động, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Trung Nhạc đã là luyện khí sĩ thoát thai cảnh rồi ư? Hắn ngộ linh trở thành luyện khí sĩ mới có vài ngày, mà dù cho hắn bước vào linh cung điện liền trở thành luyện khí sĩ thì tới nay cũng chỉ mới hơn 2 tháng. 2 tháng mà đã có thể bước vào thoát thai cảnh, luyện thành linh hồn nhất thể ư? Nên biết rằng đại đa số luyện khí sĩ đều phải mất tới hơn 10 năm cố gắng mới khiến hồn phách thoát thai, luyện thành linh hồn nhất thể. Thậm chí có một số luyện khí sĩ mất cả nửa đời người mới tu luyện tới thoát thai cảnh. Vậy mà Trung Nhạc chỉ mất có 2 tháng đã tu luyện tới cảnh giới này, nghe thật giận người. Đây là lần đầu tiên Trung Nhạc bước vào động phủ của mình. Hắn quan sát bốn phía, cảm thấy khá là mới mẻ. Nơi này tuy gọi là động phủ, thế nhưng không phải sân động lạnh lẽo, mà trái ngược, nơi đây lộng lẫy, xa hoa, xanh vàng rực rỡ. Có hoa viên hồ nước, có đình đài lầu các, thác nước với cầu vồng. Phải nói là không gian bên trong rất rộng lớn. Hắn và bốn cô gái đi tới trước một vách đá. Thấy bên trên vách đá này có đủ loại các hình vẽ, hình khắc, hẳn là những luyện khí sĩ ở đây lúc trước đã để lại. Nội môn của Kiếm Môn có hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ, mỗi ngọn núi đều có một tòa động phủ. Qua hàng vạn năm đã thay đổi không biết bao nhiêu vị chủ nhân. Các luyện khí sĩ lĩnh hội trong động phủ thường sẽ để lại tâm đắc của mình. Lê Tú Nương nói: xem tâm đắc của bọn họ rất có ích cho việc tu hành của chúng ta. Trung Nhạc gật đầu. Hắn nhìn vết khắc trên vách đá, thấy trong đó có không ít giải thích về sự tinh diệu của đồ đằng văn, cũng có kỹ xảo liên quan tới việc vận dụng và điều khiển kiếm. Có một ít là về trận pháp với luyện chế hồn binh, đồ đằng trụ. Trung sư đệ, tu thành luyện khí sĩ thì cũng đúng thôi, nhưng sao tu vi thực lực lại tăng nhanh như vậy? Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã đạt tới thoát thai cảnh rồi. Các cô gái múc nước thác về đun, pha trà, ngồi trong đỉnh bên thác nước, vừa uống trà vừa nói chuyện. Ngô Phi Yến nhịn không được mà nói: ta đạt được 100 thập đại linh của Kiếm Môn, thế nhưng dù là thuộc top 10, muốn luyện thành linh hồn nhất thể cũng phải mất 2-3 năm. Sao ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành linh hồn nhất thể được, luyện nên nguyên thần như vậy? Chẳng lẽ kiếm linh xếp thứ nhất kia mạnh tới vậy ư? Trung Nhạc cười không đáp. Sở dĩ hắn mạnh như vậy không phải là do kiếm linh mạnh, mà là do đại nhật kim ô. Hắn không hề đi lĩnh ngộ kiếm linh của Kiếm Môn, mà là tới mặt trời cảm ứng đại nhật kim ô. Nhưng việc này liên lụy quá lớn, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến cho hắn gặp nguy hiểm, khiến hắn bại lộ thân phận với yêu tộc. Hắn luyện thành nguyên thần đại nhật kim ô, nên việc dùng nguyên thần đại nhật kim ô điều khiển từng đạo kiếm khí là rất dễ. Đối mặt với sự vây công của hơn 10 vị luyện khí sĩ, chiêu số biến hóa đâu vào đấy, không có lấy nửa phần rối loạn. Khiên pháp cũng biến hóa mau lẹ, đủ để chống đỡ bất cứ công kích bất ngờ nào. Nếu đổi lại là Trung Nhạc dùng tư duy điều khiển thì riêng việc biến hóa đã không được như ý, chỉ sợ đã sớm trúng chiêu. Với luyện khí sĩ mà nói,
linh hồn nhất thể là một bước nhảy vọt lớn, nhất là khi khai phá ra huyền cơ của linh sẽ lại khiến tu vi thực lực tăng vọt lên một cách mạnh mẽ. Thật không thể tưởng tượng được rằng sau này bọn ta đều phải gọi ngươi là Trung sư huynh. Đình Lam Nguyệt nói với vẻ mặt phức tạp. Quả thực là không thể tưởng tượng được mà. Ngô Phi Yến cũng thở dài, nhớ tới lúc trước mình từng tranh chấp với Trung Nhạc, mà giờ Trung Nhạc lại vượt qua nàng hẳn một cảnh giới, trở thành sư huynh của nàng. Lê Tú Nương cũng cảm khái không thôi. Trước kia nàng còn từng giao đấu với Trung Nhạc, khi đó vì bất cẩn mà thua, lúc đó nàng còn không phục. Mà giờ ta ngay cả một chiêu chưa kịp ra đã bị hắn đánh bại rồi. Chẳng lẽ thật sự là tác dụng của khối kiếm bài kia sao? Trung Nhạc ngồi tán gẫu với bốn cô gái một lát. Tuy nay đã là đệ tử nội môn, nhưng hắn chẳng hiểu gì về nội môn cả, cũng chẳng rõ về cấp bậc phân chia cảnh giới của luyện khí sĩ, có nhiều vấn đề cần hỏi các nàng. Trung sư huynh, người không biết nhiều thứ như vậy, thật chẳng hiểu ngươi tu luyện tới thoát thai cánh là như thế nào nữa đây. Bốn thiếu nữ giờ khóc giờ cười. Đình Lam Nguyệt cười nói, nội môn chủ yếu chia làm bát đại đường khẩu, mỗi một đường truyền thụ một loại công pháp khác nhau, nhưng đều có thể đạt được chân truyền. Ví dụ như ta gia nhập kiếm khí đường, kiếm tâm đường và thuẫn bích đường. Kiếm khí đường chủ yếu tu về kiếm khí, kiếm tâm đường tôi luyện gian khổ, mà thuẫn bích đường thì luyện về phòng ngự. Ngoài ba đường khẩu này ra còn có đồ linh đường, luyện binh đường, trận văn đường, phi tức đường và du long đường. Đồ linh đường truyền thụ về ảo diệu của đồ đằng đồ linh, luyện binh đường truyền thụ phương pháp luyện chế hồn binh và đồ đằng chú, trận văn đường dạy bảo ảo diệu của đồ đằng trận pháp à, phi tức đường truyền thụ thuật phi hành chiến đấu, còn du long đường truyền thụ thân pháp chiến đấu. Đào Yến Nhi giải thích nói, tám đường này đều có đường chú cấp luyện khí sĩ tọa chấn cả, tự mình truyền thụ, thi thoảng lại có cường giả tới giảng bài. Đệ tử nội môn có thể tùy ý chọn phương hướng mà mình thích đi, có thể gia nhập tất cả các đường. Ngoài 8 đường này còn có các đường trong các đại thị tộc, truyền thụ tuyệt học chỉ truyền cho con cháu thôi, không truyền cho người ngoài. Không phải con cháu của các thị tộc ấy thì không thể gia nhập được. Đảo Lâm thị ta liền có một tòa Vân Hà đường, các luyện khí sĩ thị tộc khác muốn gia nhập thì phải làm con rể của Đảo Lâm thị. Nàng liếc Trung Nhạc một cái, ý vị thâm trường. Ta tu thành luyện khí sĩ cũng coi như là trưởng thành, con đường tu hành dài đằng đẵng như vậy, nếu có người mà mình yêu mến cùng kết bạn sẽ bớt đi nỗi cô tịch cô đơn trên con đường tu hành này. Trương sư huynh nghĩ sao? Ngô Phi Yến ho khan một tiếng nói, muốn đi vào Ngự Long đường của Hữu Ngưu thị ta cũng phải trở thành giải hiền của Hữu Ngưu thị ta. Lê Tú Nương cười lạnh, hai tiểu yêu tinh này, Trung sư huynh, nếu ngươi thành con rể Lê Sơn thị ta cũng có thể tiến vào Liên Thần đường của Lê Sơn thị ta để tu hành. Đào Yến Nhiên nói đầy thâm ý, Đào Lâm thị ta rất nhiều nữ nhi. Lê Tú Nương cười nói, nữ tử Lê Sơn thị ta rất thông minh. Ngô Phi Yến thì lạnh nhạt, Hữu Ngưu thị ta rất biết quản gia. Đình Lam Nguyệt chớp mắt nhìn ba vị tỷ muội đang tranh đấu gay gắt, buồn rầu nói, đại đình thị ta không có đường khẩu riêng, xem ra không có cách nào chọn rể rồi. Trung Nhạc khó khăn một tiếng hỏi, bốn vị sư tỷ luyện khí sĩ có những cảnh giới nào vậy? Bốn nàng dừng nội đấu, Đình Lam Nguyệt giao thiệp rộng nên đã sớm hiểu rõ về tình hình, về cảnh giới của luyện khí sĩ. Nàng biện lên tiếng đáp, cảnh giới thứ nhất của luyện khí sĩ đó là uẩn linh cánh, uẩn dưỡng linh của mình. Cảnh giới này nhanh thì 2 năm, lâu thì 10, 20 năm mới viên mãn được. Nhưng Trương Xu Hinh đã vượt qua cảnh giới này rồi, hẳn là rất quen thuộc phải không? Trung Nhạc đen mặt lại, bởi hắn vốn chẳng hề biết trải qua uẩn linh cảnh nên chẳng biết gì về cảnh giới này cả. Cảnh giới thứ hai là thoát thai cánh, linh và hồn kết hợp làm một, hóa thành linh hồn, cũng chính là cảnh giới hiện tại của Trung sư huynh. Cảnh giới thứ ba là khai luân cánh, mở ra ngũ luân của cơ thể con người, ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân và đạo nhất luân. Ngũ luân mở ra luyện thành nguyên thần chiến đấu, nghe nói rất là huyền diệu, thậm chí là một cảnh giới vô cùng quan trọng. Đình Lam Nguyệt tiếp tục nói, cảnh giới thứ tư là linh thể cánh,
linh hồn và thân thể hợp làm một, linh thể hợp nhất với nhau, tạo nên thân thể chiến đấu. Tu luyện tới bước này cũng có thể coi như là nhân vật cấp đường chủ. Còn cảnh giới khác ta nghe nói thì là đan nguyên, pháp thiên, chân linh, thông thần. Còn sắp xếp như thế nào ta cũng không rõ, hẳn là những cảnh giới mà chỉ tầm trưởng lão, thủ lĩnh mới luyện tới thôi. Đào Yên Nhiên tiếp lời: tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta cũng có cảnh giới cực cao, nghe nói đã vượt qua đường chủ, đạt tới cấp trưởng lão, cách thủ lĩnh không xa. Trung Nhạc nghe vậy bèn hỏi: tứ đại cao thủ kiếm môn ta đuổi giết Lưu Hoàng đạo chủ và Cẩm Tú đạo chủ đã quay về chưa vậy? Ta nghe nói ba người Phong Vô Ký, Phương Kiếm Các và Lôi Hồng thì đã trở lại rồi, thế nhưng Quân Tư Tà thì chưa. Sao? Ba người họ trở về rồi sao? Trung Nhạc nao nao, lòng nghi hoặc. Quân Tư Tà nói, trong ba người kia có người đã bán đứng nàng, bán tin tức về nàng cho yêu tộc, mà nay cả ba người đều bình an trở về, xem ra nội gian kia không xuống tay với người khác. Có khi kẻ này đoán rằng bọn họ mà chết nhiều quá thì sẽ bị nghi ngờ, nhưng nghi chắc chắn không ngờ rằng Quân Sư Tỷ còn sống. Qua không lâu sau, bốn nàng đứng dậy đi về để mời Trung Nhạc tới động phủ ngồi chơi. Trung Nhạc đồng ý, đứng dậy tiễn cả bốn người. Lúc này đám luyện khí sĩ tới khiêu chiến đều đã tỉnh dậy và bỏ đi hết. Hắn không hạ sát thủ nên những luyện khí sĩ này chỉ bị đánh ngất đi, không có gì để đáng lo ngại. Trải qua trận chiến này, hẳn là đám đệ tử nội viện sẽ biết thực lực của hắn, không dưng chạy tới khiêu chiến nữa. Kiếm môn Bát Đường là một hệ thống hoàn chỉnh, cả 8 đường này đều có thể đạt được chân truyền, đủ để bổ sung vào những thiếu sót của ta. Trung Nhạc tĩnh tâm suy nghĩ. Nhưng cảnh giới của ta tăng lên quá nhanh, lại chẳng biết gì về Uẩn Linh Cảnh cả, không biết có để lại mối họa ngầm nào không đây. Tân Hỏa còn đang ngủ say, không thể trông cậy vào hắn ta được. À đúng rồi, tới gặp Bồ Lão Tiên Sinh, lão nhân gia có kiến thức rộng rãi, nhất định có thể chỉ cho ta một con đường. Lúc này ở thượng viện của kiếm môn, Trung Nhạc đi tới nơi trước đây. Bồ Lão Tiên Sinh vẫn đang truyền thụ cho đệ tử, hắn đứng chờ ngoài truyền kinh các. Một lúc lâu sau, vị lão tiên sinh này giảng xong rồi đi ra ngoài, cười nói với hắn: Trung sư đệ đã tu thành luyện khí sĩ, sao vẫn còn tới thượng viện vậy? Tu vi của ngươi hiện giờ hẳn là Uẩn Linh Cảnh rồi phải không? Là Uẩn Linh Cảnh mà muốn truyền thụ cho đệ tử thì vẫn chưa được đâu, chỉ bằng tu thành linh hồn hợp nhất đi, thành thoát thai cánh rồi mới có tư cách tới thượng viện truyền thụ cho đệ tử. Trung Nhạc cười nói: Sư huynh, ta đã tu luyện tới thoát thai cảnh rồi, nhưng ta không biết gì về Uẩn Linh Cảnh cả, sợ tu vi tiến cảnh quá nhanh sẽ để lại tai họa ngầm, nên đặc biệt tới thỉnh giáo bồ lão đây. Sao? Thoát thai cảnh ư? Bồ lão tiên sinh thất thanh kêu lên: Tu luyện tới thoát thai cảnh nhanh như vậy sao? Sao có thể được? Mau đưa linh hồn của ngươi ra cho ta xem nào. Trung Nhạc hiển hiện nguyên thần Đại Nhật Kim Ô của mình ra. Linh hồn hắn tuy nhỏ nhưng lại tràn trề nguồn sức mạnh mênh mông. Đại Nhật Kim Ô sao? Bồ lão tiên sinh nhìn hắn một cái thật kỹ. Ngươi không lĩnh ngộ kiếm linh trong linh không điển mà luyện thành Đại Nhật Kim Ô ư? Trung Nhạc chần chừ, bồ lão tiên sinh lại cười nói tiếp: Ta biết người có bí mật, không nói cũng không sao. Đại Nhật Kim Ô chính là loại linh mà linh thể kim diệu trời sinh mới có thể có được. Người tích lũy hùng hậu vượt qua Uẩn Linh Cánh cũng là điều có thể xảy ra, nhưng vượt qua Uẩn Linh Cánh có để lại họa ngầm hay không, điều này ta cũng không biết rõ. Mà khoan, ta biết một người có thể giúp được ngươi. Trung Nhạc lòng mừng rỡ, vội không người cảm ơn. Bồ lão tiên sinh cười nói: Người nó có giúp người hay không thì ta không chắc được, chi bằng tới hỏi lão cái đã. Nhưng đám đệ tử này của ta đang tu hành Bôn Lôi Kiếm Quyết, ta mới giảng giải cho bọn chúng về đồ đằng văn của Bôn Lôi Kiếm Quyết thôi, còn chưa kịp truyền thụ chân truyền. Nếu ta mà đi chẳng phải là làm chậm trễ người ta rồi ư? Người giảng bài thay cho ta, ta đi hỏi người kia giao dịch này như thế nào. Trung Nhạc ngạc nhiên lúng túng đáp: Ta có tư cách dạy đệ tử sao? Người giờ đã là luyện khí sĩ thoát thai cảnh rồi, người cứ thử xem sao. Nghe vậy, Trung Nhạc bèn đi vào trong truyền kinh các, ngồi bên trên bồ đoàn dành cho thầy. Nhìn vài chục tên đệ tử thượng viện ở bên dưới, tim đập rộn lên.
mà đám đệ tử thượng viện bên dưới cũng kinh ngạc, bàn tán xôn xao về vị thiếu niên tuổi sàn sàn bọn họ này không rõ là ai. Trung Nhạc toát mồ hôi lạnh, há miệng thở dốc mà lại chẳng biết phải nói gì, lòng càng thêm bối rối. Đột nhiên hắn nghĩ, ta trải qua chém giết sinh tử, giết mấy tay luyện khí sĩ yêu tộc, tới mặt trăng, đi qua mặt trời, gặp vô số quan tài của thần ma, chẳng lẽ còn sợ việc giảng bài hay sao? Nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy bình thường trở lại, bèn mở miệng nói: các vị, ta tới giảng cho các vị về chân truyền của bốn lôi kiếm quyết đây. Bốn lôi kiếm quyết, lôi văn đồ đằng có 12 đạo. Học được 12 đạo đồ đằng văn này thì chỉ làm ra được hình dạng thôi, mà như vậy thì chưa được. Muốn được chân truyền, phải được thần vận. Sấm dậy trời cao, từ trên không đánh xuống, thế tới hung ác, uy thì cương mãnh, hình dáng mãnh liệt, âm thì chấn động, thần vận như kiếm. Các ngươi hãy theo ta ra ngoài, ta sẽ dẫn lôi tới cho các ngươi xem, để xác minh 12 đạo lôi văn đồ đằng, giúp các ngươi dễ dàng bắt được thần vận của nó hơn. Nói xong, Trung Nhạc cất bước đi ra ngoài truyền kinh các. Đám đệ tử thượng viện kia vừa mừng vừa sợ, lòng lại nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ vị thầy mới tới này thật sự có thể dẫn sấm sét xuống cho chúng ta quan sát hay sao? Không, không thể nào, hắn trông cũng tầm tuổi chúng ta mà. Đám đệ tử vội nối đuôi nhau đi ra ngoài truyền kinh các. Trung Nhạc phóng nguyên thần đại nhật kim ô bay lên trời cao tới tầng lôi đình. Chỉ thấy lôi đình tụ hội, lôi quang xuất hiện bổ xuống nguyên thần của hắn. Trung Nhạc lập tức thu hồi nguyên thần, đám lôi quang kia bị nguyên thần của hắn thu hút, lập tức đuổi theo, rồi rầm rầm bổ xuống như một đạo kiếm quang. Rầm rầm. Bên ngoài truyền kinh các, tiếng sấm kinh thiên động địa nổ rầm rầm, theo đó lôi âm cuồn cuộn chạy khắp mặt đất. Đám đệ tử thượng viện bị lôi âm chấn cho ngã trái, ngã phải, tinh thần và hồn phách lập tức bị uy của lôi đình áp chế. Cả đám quay sang nhìn Trung Nhạc với ánh mắt đầy kính nể. Lôi đình thần vận là gì? Ta có hai câu tâm đắc như sau, nếu các ngươi tìm hiểu ra thì có thể thoải mái đạt được chân truyền. Trung Nhạc thản nhiên nói: câu đầu tiên, nhất dạ xuân lôi bách chập không, sơn gia liên lạc khởi xa trùng, vô đoàn khâu dẫn tranh đầu giác, xúc phá môi đài khí tự hồng. Đây là sấm mùa xuân thúc đẩy vạn vật ngủ đông bị đánh thức đi, một tiếng sét đẩy tan cái giá lạnh, phải có khí thế như vậy. Dầm. Hắn lại dẫn một đạo lôi đình nữa từ trên bầu trời kiếm môn đánh xuống, khiến cho chấn song cửa của truyền kinh các rung chuyển dữ dội. Hắn tiếp tục nói: câu tâm đắc thứ hai là cơ lưu điện thiên thượng chi hóa, động phát dương địa trung chi lôi. Lôi là điện, di chuyển là dương cương. Trong lôi đình có chứa đồ đằng văn trời sinh, bắt lấy lưu điện dương cương, như vậy các người đã đạt được chân truyền rồi. Đám đệ tử kia như đã hiểu phần nào. Lúc này sấm sét vẫn không ngừng đánh xuống linh hồn của vị thiếu niên này, nhưng lại chẳng đả thương được hắn chút nào, ngược lại bị hắn dùng để tu luyện linh hồn. Mọi người vội tranh thủ quan sát lôi đình, nghiền ngẫm hàm nghĩa của hai câu nói của Trung Nhạc, kiểm chứng lẫn nhau. Mà ở đằng xa, Bồ Lão tiên sinh vừa mừng vừa sợ, thầm gật đầu, thế mới quay đầu rời đi. Tiểu tử này biết dạy người hơn cả ta, có tài về truyền đạo thụ nghiệp. Trải qua lần dạy dỗ này, hẳn là sẽ có không ít tiểu tử được tới chân truyền của bốn lôi kiếm quyết rồi. Trung Nhạc dụng tâm truyền thụ cho đám đệ tử thượng viện này. Qua không bao lâu sau, đã có người nắm chắc được tinh túy của bốn lôi kiếm quyết. Càng về sau lại càng có nhiều người ngộ ra được tinh túy của nó. Hơn nửa canh giờ sau, Bồ Lão tiên sinh quay lại cười nói: ê Trung sư đệ, người nọ đồng ý rồi, mau mau đi theo ta. Trung Nhạc vui vẻ vội đuổi theo hỏi: Bồ Lão, ta nên xưng hô với người kia như thế nào? Bồ Lão chần chừ một lúc rồi mới nói: cứ gọi người đó là lão nhân đi, khỏi cần phải xưng hô. Lão nhân ư? Đây là kiểu xưng hô kỳ quái gì vậy? Trung Nhạc lòng buồn bực: lão nhân không có nhiều quy củ, tuy nhiên bối phận lão cực cao, ngươi đừng có làm lão bực mình. Bồ Lão tiên sinh dẫn hắn tới nội môn, rồi sau đó bay lên phi hành trên không trung kiếm môn một quãng đường. Kiếm môn trên núi có núi, dãy núi nhấp nhô liên miên. Chẳng bao lâu sau, hai người hạ xuống, vượt qua mấy đỉnh núi, liền tới một nơi gành núi san sát. Những sườn núi và vách đá kia trắng toát, không ngờ là một khối ngọc. Đi tới bên cạnh, liền cảm giác được một loại khí ôn nhuận phả vào mặt,
chiếu rọi cho làn da người đều trở nên trắng hơn. Nơi đó là Ngọc Lâm lĩnh của kiếm môn, lão nhân chở ngươi ở trong. Bồ lão tiên sinh dừng lại nói, ngươi cứ vào đi thôi. Trung Nhạc cảm ơn rồi bước dọc theo con đường đi vào bên trong. Hai bên đường là những cột ngọc được chạm khắc ngọc văn, có cột thì khắc hình các loại dị thú, có cột lại khắc thần nhân, còn có cả hoa cỏ ngư long. Cho dù là dị thú hay thần nhân thì đều được tạo nên từ đồ đằng văn giống như thật vậy. Một lúc lâu sau, tiếng khắc đá vang lên, hắn đi theo tiếng động, qua một ngã rẽ thì thấy một ông già tóc bạc trắng đang tạo hình một bức tượng người ngọc. Người ngọc này cao bằng người trưởng thành, nhưng không phải là nữ tử nhân tộc, bởi tượng này có ba đầu và đôi cánh. Mỗi một khuôn mặt đều vô cùng xinh đẹp, không gì sánh được. Những khuôn mặt ấy có nghịch ngợm, có nghiêm trang, có ngọt ngào. Xung quanh ông già ấy là khí tức già nua như sương chiều hoàng hôn. Lão giơ ngón tay bắn ra kiếm khí điêu khắc bức tượng đang tạo hình cho đôi cánh, thậm chí cả từng hoa văn của lông vũ cũng được tạo thành hình. Trung Nhạc yên lặng chờ đợi. Lão tạo hình rất chậm, chẳng biết lúc nào mới xong. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc nghĩ, bổ lão để ta tới đây chắc chắn không phải là bắn tên không đích rồi, ắt hắn là có ý gì đó đây. Lão nhân ở đây chăm chú tạo hình, căn bản là sẽ không ngừng lại. Chẳng lẽ là muốn ta xem lão ta tạo hình như thế nào là có thể loại trừ được tai họa ngầm của việc không tu luyện quần linh cảnh sao? Hắn cẩn thận quan sát thủ pháp tạo hình của lão già kia. Mới đầu thì trông có vẻ tầm thường, nhưng hắn dần phát hiện ra điều huyền diệu, không khỏi xúc động. Chỉ thấy kiếm khí của ông ta trườn bò như long xà, dù là hoa văn nhỏ nhất cũng tự nhiên tạo ra, dường như mỗi một hoa văn đều là đồ đằng văn tự nhiên vậy. Khoan, chờ chút, kiếm ý này... Trung Nhạc giật mình, trong mắt không còn những đồ đằng văn phiền phức hay bức tượng thần nữ sống động kia nữa, chỉ còn luồng kiếm khí rất nhỏ ở đầu ngón tay lão già. Kiếm khí di động như vẩy mực mà cũng có quy luật đàng hoàng, nhưng Trung Nhạc lại như thấy được kiếm khí lộn xộn dọc ngang, đâm rách đường chân trời. Kiếm khí như vậy là vết kiếm mà hắn nhìn thấy bên trên kiếm bài, giống như cây mai cổ thụ cảnh khô múa may. Mà ngón tay của lão già lại cực kỳ trầm ổn, kiếm khí cũng đâu vào đấy, nhưng kiếm ý chất chứa trong hai loại này lại giống nhau như đúc vậy. Ông ta chính là người đã khắc tấm kiếm bài kia sao? Trung Nhạc giật mình, vội tập trung tinh thần mà nhìn kiếm khí kia như dòng nước chảy xuôi, mang theo kiếm ý huyền ảo, giống như đang nhìn một vị cao thủ tuyệt thế tế kiếm vậy. Nếu người khác mà đứng đây thì chỉ cảm thấy một ông già đang điêu khắc, còn với hắn, đó là kiếm khí tung hoành khắp bầu trời. Kiếm khí kia vung vẩy, không quan trọng hình dạng, linh hoạt hay thay đổi, khó mà đoán được. Lại khiến hắn nhớ tới vết kiếm như cuồng thảo trên kiếm bài, đối chứng hai bên làm cho hắn thu hoạch được càng nhiều. Qua không biết bao lâu, Trung Nhạc đột nhiên tỉnh lại, mới thấy là lão già kia đã tạo hình xong, vừa mới thu ngón tay lại. Trung Nhạc quay sang nhìn bức tượng ngọc, dường như nhìn thấy vị thần nữ kia sống dậy, tay áo phất phới, mỉm cười đầy xinh đẹp, mà bên tai hắn như vang lên tiếng cười cùng tiếng nói của thần nữ. Trung Sơn Thị, nhìn lâu như vậy ngươi hẳn là có tâm đắc rồi phải không? Sao không thử tạo hình một món đồ đi? Lão già kia lên tiếng cười tủm tỉm nói. Lúc bấy giờ, trước cửa động phủ của Trung Nhạc, Thác Vô Ưu cùng một nam tử trẻ tuổi khác sóng vai mà đứng. Nam tử kia hỏi, chính là nơi này sao? Đúng vậy. Thác Vô Ưu gật đầu, nói với vẻ mặt xấu hổ, Vô Lữ, ta đúng là bị Trung Sơn Thị đánh bại ở nơi này. Thực lực của Trung Sơn Thị đó không thể coi thường được. Ta không xem thường hắn. Thác Lâm Thị ta tuy không phải là một trong thập đại thị tộc, nhưng cũng không phải là nhỏ yếu. Người bị người ta đánh, kẻ là huynh trưởng này tất phải đòi lại danh tiếng cho Thác Lâm Thị. Thác Vô Lữ chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói, Trung Sơn Thị có thể đứng sánh ngang với Thủy Thanh Nghiên, Thủy Sư Muội, cùng được liệt vào vị trí đệ nhất của Thượng Viện Kiếm Môn. Nay Thủy Thanh Nghiên Sư Muội đã tu thành linh hồn nhất thế, tiến bộ thần tốc, bước vào thoát thai cánh. Kẻ có thể sánh ngang với Sư Muội, ta há có thể khinh thường được đây. Ta đã giao thủ với Thủy Thanh Nghiên rồi, thực lực của nàng ta cực kỳ mạnh, là một kình địch.
nàng ta có thể đứng trên bảng long hổ của nội viện. Sao? Thác Lâm Thị, Thác Vô Lự, sao ngươi lại ở đây vậy? Thác Vô Lự vừa dứt lời thì có hai thiếu nữ sóng vai bước tới, trong đó một thiếu nữ mặt mũi tím bầm chính là người đã bị Trung Nhạc giẫm một cước đấm vào trong đất, mà nữ tử còn lại lớn tuổi hơn. Hoàng Trương Thị, Hoàng Lạc Thi sao? Thác Vô Lự khẽ nhíu mày hỏi. Người tới đây làm gì? Muội muội của ta bị Trung Sơn Thị sỉ nhục trước mặt mọi người, ta tất nhiên là phải ra mặt rồi, nếu không người ta sẽ khinh thường Hoàng Trương Thị ta, nói rằng Hoàng Trương Thị ta không có người. Hoàng Lạc Thi cười nói. Lúc muội muội của ta nói tới thử Trung Sơn Thị cướp kiếm bay, ta nói là tùy hứng các nàng, sao ta có thể đi gây chuyện với một vị sư đệ mới tới cho được. Nhưng giờ xem ra Trung Sơn Thị cũng có bản lĩnh, không uổng công ta đi chuyến này. Muội muội, hãy gõ cửa gọi Trung Sơn Thị ra đây. Vị thiếu nữ mặt tím bầm kia tiến lên gõ cửa, thế nhưng không có ai trả lời. Mà ở trong rừng cây trước động phủ của Trung Nhạc, một con bò đen thui chui ra, nơm nớp lo sợ nói. Thưa các vị lão gia, Trung Sơn Thị ra ngoài, tới nay vẫn chưa về. Ồ, hình như là tọa ký của Đàm Hiếu. Thác Vô Ưu liếc con bò đen kia một cái, rồi hỏi. Ngươi ở đây làm gì? Bò đen vội cười đáp. Ta phụng lệnh đường huynh Đàm Chân của Đàm lão gia tới giám thị Trung Sơn Thị. Đợi Trung Sơn Thị trở về, liền bẩm báo cho Đàm Chân lão gia. Sau đó Đàm Chân lão gia sẽ tới đòi lại mặt mũi cho Hàn Đàm Thị. Sao? Đàm Chân cũng muốn tới tính sổ với Trung Sơn Thị sao? Thác Vô Ưu hoảng sợ thầm nghĩ. Đàm Chân đứng hàng thứ 30 trên bảng long hổ, còn cao hơn cả ca ca ta. Tỷ tỷ, nay Trung Sơn Thị không ở, chúng ta ở đây làm gì đây? Thiếu nữ mặt tím bầm kia khẽ hỏi. Hoàng Lạc Thi trả lời đầy dứt khoát. Chờ. Bên ngoài động phủ của Trung Nhạc, vài vị luyện khí sĩ xếp bằng ngồi chờ Trung Nhạc trở về. Mấy ngày trôi qua vẫn không thấy Trung Nhạc về. Thác Vô Lự và Hoàng Lạc Thi đều nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Rốt cuộc tên Trung Sơn Thị này chạy tới gió sỉnh nào rồi đấy? Mà lúc này ở trong Ngọc Lâm, Trung Nhạc thì giật mình hỏi. Ta điêu khắc sao? Tiền bối, điêu khắc cũng là tu hành sao? Lão già kia tuy đã rất già, chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt lại rất có thần, sâu thẳm mà ôn hòa. Ông ta cười nói. Đi lại ăn uống đều là tu hành, huống chi là điêu khắc đấy. Đi lại ăn uống đều là tu hành ư? Trung Nhạc lòng chấn động, lập tức hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Việc đi lại ăn uống mà lão gia nói tới kia không thật sự là đi lại ăn uống, mà là cảnh giới vận chuyển của tinh thần lực, ám chỉ phi tưởng và phi phi tưởng. Trung Nhạc này đã đạt tới cấp độ phi phi tưởng, không có lúc nào là không tu luyện, kể cả khi ngủ cũng không tạm dừng. Đi lại ăn uống nhìn như là chuyện tầm thường, tuy nhiên lại có hiệu quả tu luyện, như vậy điều khác ắt hẳn là có tác dụng khác rồi. Trung Nhạc tĩnh tâm vắt óc suy nghĩ. Một lúc sau, hắn nhặt một khối ngọc thạch to bằng chậu rửa mặt lên, bắn ra từ tay một luồng long tướng kiếm khí, bắt đầu điêu khắc. Doạt một tiếng, hắn dùng hơi nhiều lực, ngọc bị gọt đi một mảng lớn. Trung Nhạc vội vàng điều chỉnh lực cho bớt đi, chỉ để lại một vết cắt màu trắng trên ngọc. Rồi sau đó, hắn nhanh chóng phát hiện ra việc điêu khắc này nhìn như khó khăn, thế nhưng còn khó hơn hắn nghĩ rất nhiều. Yêu cầu về độ khống chế sức mạnh cao tới đáng sợ, mà lại yêu cầu mỗi một phần sức mạnh của kiếm khí phải thật tinh chuẩn. Không lâu sau, dưới chân Trung Nhạc liền có một đống phế liệu lớn. Việc quan tướng của luyện khí sĩ chúng ta chính là quá trình điêu khắc này. Lão già kia mỉm cười nói. Tổ tông để lại cho chúng ta những cuốn thần thoại để chúng ta quan tưởng thần ma, thực ra không có gì khác ngoài việc lấy tinh thần lực của chúng ta quan tưởng thần ma, dùng tinh thần lực để điêu khắc hình tượng thần ma, đạt được nguồn sức mạnh siêu phàm thoát tục. Tinh thần động hành tẩu như long xà, kiếm khí động cũng có thể di chuyển như long xà. Trung Nhạc như có điều hiểu ra nói. Ý của tiên sinh là ta quan tưởng trong thức khái tạo nên thần ma từng chút một, kiếm khí của ta cũng có thể động theo, là điêu khắc thành công ngư? Vừa quan tưởng vừa tạo hình là có thể khống chế sức mạnh kiếm khí và phương vị, sẽ chính xác và không chút sai lầm sao?
lão già mỉm cười nói: "Đây là một kỹ xảo sử dụng kiếm khí phát hiện huyền cơ khi bước vào Uẩn Linh cảnh. Cảnh giới này chính là lúc luyện khí sĩ lĩnh ngộ huyền cơ, tìm hiểu ra huyền cơ. Mà huyền cơ thì thường được giấu ở những nơi bình thường mà ngươi không ngờ tới được." Trung Nhạc như có điều suy nghĩ. Qua lúc sau, hắn bắt đầu như tạo hình một tia lôi đình đánh từ trên tầng mây xuống. Xuyên suốt đạo lôi đình này là những đạo lôi văn, có tất cả là 12 đạo. 12 đạo lôi văn này tổ hợp lại chính là thức thứ nhất của bôn lôi kiếm quyết, lôi lạc cửu thiên. Hắn nhắm mắt lại, quên đi thức lôi lạc cửu thiên mà hắn từng học trước đây, rồi lập tức quan tưởng ra lúc lôi đình đánh ra khỏi tầng mây. Cùng lúc đó, kiếm khí từ ngón tay hắn bắt đầu động, tinh thần lực bắt đầu di chuyển trên khối ngọc cao hơn người, nhanh như gió cuốn. Hắn lại một lần nữa xây dựng lôi đình và 12 lôi văn. Dần dần, ngọc thạch ở trước mặt hắn dần biến hóa theo kiếm khí di chuyển, hóa thành hình ảnh lôi đình mà hắn quan tưởng. Lôi đình như cây mọc ngược trên bầu trời, đồ đằng văn khắc vào trong ngọc thạch ba phần. Qua thật lâu sau, Trung Nhạc phá lô lạc cửu thiên rồi gây dựng lại. Sau khi hoàn thành, trước mặt của hắn có thêm một bức tượng điêu khắc ngọc thạch hình lôi đình. Tựa như lôi đình đánh từ trên bầu trời xuống, trông rất là đẹp mắt. Không chỉ như vậy, trên bức tượng điêu khắc lôi đình này còn có 12 đạo lôi văn đồ đằng, hoa văn rõ nét, ẩn chứa lôi đình lực. Hồn binh sao? Trung Nhạc ngẩn ra, lập tức rót tinh thần lực vào trong bức tượng trước mặt. Liền thấy bức tượng tỏa ra ánh sáng, một đạo lôi đình bổ ra, phát ra tiếng ầm ầm. Ta lại tạo nên một hồn binh sao? Hắn cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Hắn chưa từng học cách luyện chế hồn binh, vậy mà giờ phút này lại tạo nên một hồn binh. Chẳng qua uy lực của bức tượng điêu khắc này không lớn, lại không linh hoạt, thay đổi như những hồn binh khác. Nếu sử dụng nó thì chỉ phóng thích được một đạo bôn lôi kiếm khí. Hơn nữa, hắn còn phát giác lúc vận chuyển kiếm khí điêu khắc, hắn khắc cả lôi đình chi ý vào trong bức tượng mà quên đi thứ đã từng học, lại một lần nữa quan tưởng, khiến cho hắn càng thêm hiểu biết về 12 lôi văn. Lực vận dụng và khống chế lôi đình lực càng thêm tinh diệu, biến hóa. Trước đây hắn cho rằng mình đã đạt được chân truyền của bôn lôi kiếm quyết, cho rằng mình đã khai phá uy lực của bôn lôi kiếm quyết tới mức tận cùng. Thế nhưng giờ hắn mới nhận ra rằng mình hoàn toàn chưa lĩnh ngộ được chân ý của bôn lôi kiếm quyết. Trung Nhạc mỉm cười, quên toàn bộ bôn lôi kiếm quyết mà hắn đã từng học, lại một lần nữa quan tưởng. Kiếm khí toát ra từ ngón tay, dần dần tái hiện lại 12 thức kiếm pháp của bôn lôi kiếm quyết. Kiếm khí tung hoành, khắc nên 12 bức tượng điêu khắc, mà quá trình tạo hình chính là 12 thức kiếm pháp của bôn lôi kiếm quyết. Sau khi tạo hình thành công 12 thức, Trung Nhạc tiếp tục quên đi giao long nhiễu thể quyết, lại gây dựng lại quan tưởng tiếp, tái hiện lại sự tinh diệu của nhiễu thể quyết giữa ngón tay. Không lâu sau, hắn tạo nên 8 con giao long với những tư thế khác nhau, có con quay tròn, có con ẩn giấu, có con ngửa đầu ưỡn ngực, lại có con cất bước bước đi, có ngựa lôi lao vọt. Hắn hệt như một nghệ thuật gia đang rơi vào trạng thái điên cuồng, trong đầu là những linh cảm vô cùng vô tận, thoải mái mà vẫy vùng. Hắn quên đi kiếm môn, rồi lại điêu khắc ra kiếm môn, quên đi long tướng, điêu khắc ra long tướng, quên đi huyền vũ quan từng quyết, lại gây dựng lại huyền vũ, khắc ra huyền vũ. Trong quá trình tạo hình, từ những công pháp mà hắn cho rằng mình đã hiểu được tận cùng, hắn đạt được thêm càng nhiều tri thức, phát hiện thêm nhiều điều huyền diệu, lĩnh ngộ thêm càng nhiều biến hóa. Không biết qua bao lâu, tất cả những bức tượng hắn điêu khắc ra chất đầy không gian xung quanh hắn. Trung Nhạc lúc này đang thử điêu khắc một tòa kiếm môn. Tòa kiếm môn này chính là đồ đằng kiếm văn mà hắn lấy được từ kiếm bài. Lúc này đây, quá trình điêu khắc của hắn đã chậm lại, nhưng kiếm ý từ ngón tay lại càng mạnh. Đó là một loại kiếm ý tự tại, không hề bị bó buộc, không hề bị câu thúc, là kiếm ý không sợ thần ma, thoát khỏi sự trói buộc của trời đất, là kiếm tâm. Lão già khẽ gật đầu rồi lướt đi khen: "Là một cây mầm không tệ, bổ lão vẫn còn rất tinh mắt." Tốc độ điêu khắc của Trung Nhạc càng lúc càng chậm. Hắn quên cả ăn, quên cả ngủ. Kiếm ý lúc này càng thêm tinh thuần, càng thêm mạnh. Hắn liên tục điêu khắc hơn 10 ngày, cuối cùng đã tạo nên một tòa kiếm môn. Rồi hắn đột nhiên tỉnh lại khỏi cơn cuồng nhiệt này, ngơ ngác nhìn tòa kiếm môn trước mặt mình. Hắn dường như cảm thấy mình đã thông suốt, lĩnh ngộ những gì học được trước đây một cách thấu triệt. Mà tinh thần lực của hắn lại càng thêm tinh thuần.
linh và hồn dường như càng thêm hòa hợp. Trước đây hắn không hiểu những đạo lý sâu trong các loại đồ đằng văn, mà từ lần điêu khắc này hắn lại lĩnh ngộ ra được. Quan trọng nhất là hắn khống chế kiếm khí của mình càng thuần thục, càng linh mẫn. Sự biến hóa của kiếm khí rất tinh tế, mà lực trưởng khống chế cũng càng thêm chính xác. Trước Tân Hỏa dạy hắn leo núi, đó là để tôi luyện lực khống chế của hắn với sức mạnh, mà lão già này thì dạy hắn điêu khắc, có yêu cầu rất cao về lực khống chế. Bất chi bất giác, ông ấy đã dạy cho ta cách để trừ bỏ tai họa ngầm khi không tu luyện Uẩn Linh Cánh, mà còn dạy ta nhiều thứ như vậy. Thực là một con người kỳ lạ, đúng là quái nhân mà. Trung Nhạc bình tĩnh trở lại, cảm thấy nền tảng không vững của mình trước đây trải qua lần quên đi và quan tưởng lại này, kiếm khí điêu khắc mà dần củng cố lại, vững chắc hơn, nên lòng vừa mừng vừa sợ. Lão nhân nãy chẳng nói được mấy lời, cũng không chỉ điểm hắn cái gì, nhưng là làm cho hắn học được rất nhiều điều. Nếu ta điêu khắc Đại Nhật Đồ Đằng và Kim Ô Đồ Đằng, chính là một cách rất tốt để tìm hiểu huyền cơ của linh. Ý tứ cuối cùng của lão tiên sinh hẳn là truyền thụ cho ta cách nắm được huyền cơ của linh như thế nào. Mắt hắn sáng ngời, bèn lấy một khối ngọc thạch ra, chuẩn bị điêu khắc mặt trời. Linh Đại Nhật Kim Ô có chứa huyền cơ khó mà lĩnh ngộ được, nhưng giờ có một con đường khiến hắn dùng cách thức khác để tu hành, tìm hiểu nhanh hơn, kỹ càng hơn, cũng dễ nắm bắt được đạo lý của nó. Lúc này Trung Nhạc ngồi tĩnh tâm trong ngọc lâm, minh tưởng một lúc lâu rồi mới bắt đầu tạo hình Đại Nhật Đồ Đằng. Đại Nhật Đồ Đằng có 36 đồ đằng văn đa dạng, khó mà lĩnh ngộ được. Nhưng từ khi hắn bắt đầu điêu khắc, những tinh diệu từ 36 đồ đằng văn này dần dần xuất hiện trong đầu hắn, cứ tự nhiên mà lĩnh ngộ như vậy. Tinh thần lực chảy xuôi theo mỗi kiếm, mỗi một đạo đồ đằng văn lưu chuyển như đang viết ra những lời hay ý đẹp. Một lúc sau, Trung Nhạc khắc ra một bức tượng ngọc mặt trời. Bức tượng này khác hoàn toàn với mặt trời sáng rực mà người bình thường nhìn thấy. Mặt trời mà người bình thường nhìn là một mặt trời chói chang, còn mặt trời hắn khắc ra lại không mượt mà như vậy, mà khắp bề mặt là những đồ đằng văn hình ngọn lửa bao phủ với các loại Đại Nhật Đồ Đằng. Thậm chí lúc điêu khắc, khối ngọc vốn trắng loãng kia đã không còn là màu trắng thuần nữa, mà tràn ngập hỏa diễm, trở thành màu đỏ sậm. Đến khi được điêu khắc hoàn chỉnh, khối ngọc này đã dấy lên ngọn lửa hừng hực, thật giống như một mặt trời nhỏ vậy. Ta khắc ra một mặt trời ư? Trung Nhạc nhìn tác phẩm trước mặt, thấy ánh sáng và nhiệt độ tỏa ra từ nó, lòng như có điều lĩnh ngộ. Đột nhiên trong thức hải của hắn, một mặt trời chậm rãi bay lên từ mặt biển, với ánh lửa hừng hực tỏa ánh sáng chói lóa, chiếu sáng cả thức hải. Thì ra câu mặt trời mọc biển đông mà cổ nhân nói chính là ý này. Hắn còn tưởng câu nói ấy là cổ nhân ý rằng mặt trời mọc lên từ trong biển, bởi hắn từng nhìn thấy mặt trời, biết nó không dâng lên từ trong biển. Mặt trời to lớn khôn cùng, hành tinh mà bọn họ sinh sống chỉ là một hạt cát nhỏ bé so với mặt trời, huống chi là biển đây. Không ngờ rằng ý của nhân là mặt trời mọc lên từ thức hải. Thức hải là tinh thần lực, mà mặt trời là do tinh thần lực biến thành. Lời giải thích này rất có lý. Mặt trời này được tạo nên, Trung Nhạc lập tức cảm thấy hỏa lực hừng hực bắt đầu rèn luyện thân thể hắn. Nơi nào ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nơi đó bốc lên ngọn lửa tinh thần lực, tẩy rửa đi tạp chất trong cơ thể. Trung Nhạc lập tức khiến mặt trời từ thức hải lướt xuống buồng tim theo đường khí quản, lại từ tim tới phế phủ, chậm rãi di chuyển đi xuống các chi. Mặt trời chiếu rọi luyện đi tạp chất trong cơ thể hắn. Trung Nhạc chỉ cảm thấy năng lượng từ nội đan thần thú lại ảo tới, lòng không khỏi hoảng sợ. Nguồn tinh khí này được phóng ra chứng tỏ thân thể hắn bị tẩy đi quá nhiều tạp chất, làm cho nội đan thần thú phải phóng ra nhiều tinh khí để bổ sung vào những nơi đang hỏng. Nếu không có nội đan thần thú, e là ta phải dùng rất nhiều linh đan mới duy trì được loại rèn luyện này. Đại Nhật Đồ Đằng luyện thế quả thật không hề tầm thường. Mặt trời trong thức hải của hắn có hình dáng giống hệt mặt trời thực, không ngừng vận chuyển ở trong cơ thể hắn, dần dần luyện hóa đi tạp chất. Trung Nhạc cảm thấy cơ thể của mình trở nên mạnh mẽ dần lên, sức mạnh cũng không ngừng tăng lên. Không chỉ như vậy, từ khi tinh thần lực rót vào trong tứ chi bách hải, Trung Nhạc còn cảm thấy cơ thể mình như là một loại hồn binh. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, hơn nữa tinh thần lực di chuyển trong cơ thể lại càng thêm thông thuận. Đây chính là Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết.
huyền cơ tầng thứ nhất mà đại nhật Kim Ô đưa cho hắn. Lấy tinh thần lực khắc đại nhật đồ đằng, chiếu rọi thân thể, luyện nên bảo thể, đó là đại nhật bảo chiếu. Ta mới tìm hiểu ra đại nhật bảo chiếu khuyết, còn chưa lĩnh ngộ được chân truyền của thứ này. Trung Nhạc vừa rèn luyện vừa tiếp tục điêu khắc. Hắn vẫn tiếp tục điêu khắc đại nhật bảo chiếu, xúc tích 36 đạo đại nhật đồ đằng. Nhưng lúc này hắn có hiểu biết mới, điêu khắc ra đại nhật đồ đằng văn có biến hóa mới, càng thêm linh động, càng thêm đa dạng. Không lâu sau, mặt trời mới cũng được khắc xong. Mặt trời rèn luyện thân thể Trung Nhạc biến đổi, hiệu quả rèn luyện còn tốt hơn mặt trời đầu tiên. Ngón giữa của Trung Nhạc toát ra kiếm khí, liên tục mà điêu khắc. Cứ thế 15 ngày, hắn đều điêu khắc mặt trời. Nhưng sau mỗi lần khắc xong, hắn lại càng hiểu được nhiều điều hơn, càng lĩnh hội rõ hơn về 36 đạo đại nhật đồ đằng. Còn dưới chân hắn là hơn 80 mặt trời mà Trung Nhạc vừa điêu khắc xong. Nhiều mặt trời còn đang bốc ra ánh lửa hừng hực, nhưng cũng có không ít cái đã hao hết năng lượng, tắt ngúm. Nhưng cũng có không ít cái vẫn phát ra ánh sáng và nhiệt độ, mà mấy mặt trời Trung Nhạc điêu khắc về gần cuối thì tỏa sáng mạnh nhất, sóng nhiệt hừng hực, dường như có thể đốt cháy cả không khí. Trung Nhạc nhắm mắt lại, kiếm khí tan đi, hắn lặng lặng đứng đó, nhớ lại lúc mình đặt chân lên mặt trời, về sự khiếp sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời. Rồi kiếm quang xuất hiện ở đầu ngón tay Trung Nhạc, kiếm khí vui vẻ nhảy nhót giữa ngón tay hắn, bắt đầu điêu khắc khối ngọc được tinh thần lực của hắn nâng lên. Kiếm phong đi lại, lúc cao lúc thấp, lúc nhẹ lúc mạnh mà điêu khắc đại nhật đồ đằng văn. Tinh thần lực của hắn như chất lỏng màu vàng di chuyển theo kiếm phong, lẳng lặng chảy xuôi trong những khe rãnh của đồ đằng văn kia. Thật lâu sau, Trung Nhạc nâng ngón tay lên, thu kiếm khí lại, kết thúc đạo đại nhật đồ đằng văn cuối cùng. Ầm một tiếng, qua nét khắc cuối cùng, tượng mặt trời ngọc lập tức bị đốt cháy. Hào quang vạn trượng, sóng nhiệt hừng hực, mặt trời ngọc này không cần người thúc dục, vậy mà lại từ từ mọc lên, xuất hiện ở không trung ngọc lâm, chiếu rọi nơi đây, dường như thật sự có mặt trời mọc lên từ trong vách núi. Trung Nhạc rũ mắt mỉm cười, mà từ mi tâm hắn cũng có hào quang truyền đến, càng lúc càng sáng, dường như cũng có một vầng mặt trời đang tỏa sáng trong đó. Mặt trời mọc rồi lặn, luân phiên, đó mới đích thực là chân truyền của đại nhật bảo chiếu khuyết này. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một mặt trời rực sáng nhảy ra khỏi mi tâm của hắn, chuyển động ra sau đầu hắn, mọc lên từ tay trái, vòng qua đỉnh đầu, hạ xuống theo tay phải, vòng tới bụng rồi lại trở về tay trái. Mặt trời luân phiên hào quang chiếu rọi, chiếu tới nơi nào, làn da của Trung Nhạc ở nơi đấy trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy cả mạch máu, huyết quản và xương cốt. Đại nhật bảo chiếu mọc lên rồi lặn xuống, không ngừng chiếu rọi toàn thân hắn tới từng góc nhỏ một. Đại nhật bảo chiếu đốt đi ô uế, trừ đi tà ma, thật là một loại bí quyết luyện thể thượng đẳng mà. Đột nhiên một giọng nói giả nua vang lên, Trung Nhạc vội quay đầu lại nhìn, thấy lão già tóc bạc trắng lại đi tới ngọc lâm, đang cất bước đi tới chỗ hắn. Trung Nhạc bèn thi lễ nói: "Tiền bối nói đùa rồi, nếu không có sự chỉ điểm của tiền bối, sợ rằng ta sẽ để lại tai họa ngầm ở Uẩn Linh Cánh, không biết phải mất bao lâu mới có thể luyện đại nhật bảo chiếu được tới mức độ như bây giờ đây." Lão già kia toàn thân bao bọc bởi tử khí dày đặc, lão cười nói: "Người gọi ta là lão nhân được rồi, người sắp chết cần gì phải khuôn sáo như vậy. Đại nhật bảo chiếu luyện thế sẽ khiến thân thể mạnh mẽ rất nhiều. Nguyên thần là thần nhân, mà thân thể chính là thể xác. Người này luyện thế sẽ rất có lợi cho tương lai. À đúng rồi, người có cảm thấy thân thể mình hệt như hồn binh không?" Trung Nhạc gật đầu nói: "Ta cũng mang máng thấy thân thể của mình chính là hồn binh." Đó là điểm lợi hại của cường giả luyện thế. Lão nhân vuốt râu cười nói: "Thời trung niên, khi đi du lịch qua các hoang, ta gặp rất nhiều kỳ nhân, trong đó có mấy người là cường giả luyện thế. Nhưng cường giả luyện thế không tự xưng là luyện khí sĩ, mà tự xưng là võ đạo tông sư. Ta có trao đổi với một vị võ đạo tông sư, kiểm chứng với nhau, đạt được ích lợi không nhỏ." "Võ đạo tông sư?" Trung Nhạc lòng chấn động. "Thật sự có người chỉ tu võ đạo mà không luyện khí sao? Chẳng lẽ như vậy cũng có thể hùng mạnh được như luyện khí sĩ sao?"
Võ đạo tông sư và luyện khí sĩ đều là tu hành, không phân biệt cao thấp. Võ đạo tông sư cũng luyện khí, thế nhưng trọng điểm không ở luyện khí mà là rèn luyện thân thể. Lão nhân khoan thai nói, luyện khí sĩ luyện là thần nhân, chính là linh hồn, nguyên thần, theo đuổi nguyên thần bất hủ. Mà võ đạo tông sư thì luyện thân thể, cũng chính là thể xác ngươi, theo đuổi thân thể bất hủ. Võ đạo tông sư cho rằng linh hồn ly thể chính là trải qua một đợt luân hồi, tới khi luân hồi trở về lại là trở về thân thể bất hủ, có thể trường tồn. Mà luyện khí sĩ lại cho rằng thân thể cuối cùng sẽ mục nát đi, linh hồn bất hủ thì mới có thể vĩnh viễn tồn tại. Vị võ đạo tông sư mà ta gặp được thời trung niên rất thần thông quảng đại, vì vậy đã luận chiến với ta nhiều lần, lại cũng để cho ta hiểu biết một chút về sự ảo diệu của võ đạo tông sư. Ông ngồi trên một tảng ngọc thạch, ánh mắt hoài niệm như đang nhớ lại chuyện năm xưa, khiến Trung Nhạc cảm thấy ông ta hệt như một ông cụ thích kể chuyện ở cửa thôn, hiền hòa và thân thiện. Lão nhân cười nói tiếp, võ đạo tông sư lấy thân thể làm hồn binh, là hồn binh thượng hảo, không tạp chất. Tinh thần lực có thể thoải mái di chuyển trong hồn binh. Không chỉ như vậy, tinh thần lực kích thích đồ đằng văn bên trong hồn binh là có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Võ đạo tông sư liền khắc đồ đằng văn trong cơ thể, khiến khí lực mạnh hơn cả hồn binh, chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Trung Nhạc mắt sáng ngời, đột nhiên như thấy được một con đường tu luyện khác rộng mở và sáng sủa. Lão nhân tiếp tục nói, nếu thân thể cứng cỏi như là hồn binh là có thể khắc đồ đằng văn lên cơ thể, không cần quan tướng, chỉ cần rót tinh thần lực vào là đồ đằng văn trong cơ thể sẽ bộc phát uy lực kinh người như là hồn binh. Giao chiến với võ đạo tông sư chính là chiến đấu với một cỗ máy chiến đấu hình người, rất là đáng sợ. Với luyện khí sĩ thì có nhiều cái nhìn về việc khắc đồ đằng văn trên cơ thể, ví dụ như dị ma biến dị của ma tộc chưa lản ra chúng, trời sinh đã có đồ đằng văn, là đồ đằng chủng tộc, kích phát đồ đằng văn có thể khiến cho dị ma biến dị có được sức lực kinh người. Mà ở trong ma hồn cấm địa, phía trên xương cốt của các đời môn chủ kiếm môn cũng khắc các loại lưu tinh đồ đằng văn, khiến cho bọn họ dù chết đi rồi thế nhưng xương cốt không nát, thậm chí cả nơi quỷ quái như ma hồn cấm địa cũng không cách nào ăn được xương cốt của bọn họ. Không chỉ như vậy, Trung Nhạc còn nhìn thấy đám thi cốt cự thú ở ma hồn cấm địa cũng có khắc đồ đằng văn thần cấp. Chẳng lẽ phương pháp tu luyện này của võ đạo tông sư là tham khảo phương pháp tu luyện của ma tộc hoặc thần ma sao? Trung Nhạc thầm nghĩ, muốn khắc đồ đằng văn vào cơ thể e là với tinh thần lực hiện tại của ngươi thì chưa làm được đâu. Lão nhân cười nói, đợi tới khi ngươi luyện tinh thần lực của thức khái thành lôi trì thì mới làm được. Nhưng ta học được một biện pháp khá ích lợi từ vị võ đạo tông sư kia, đó chính là lấy tinh thần lực quan tưởng đồ đằng văn, làm cho đồ đằng văn kia bám lên da với xương cốt, chính là dạng này. Ông ta vén tay áo lên để lộ cánh tay gầy như que củi. Trung Nhạc nhìn thật kỹ, chỉ thấy lão già kia bắt đầu rót tinh thần lực, khiến bề ngoài làn da bắt đầu xuất hiện từng đạo đồ đằng văn. Đồ đằng văn của Huyền Vũ Kim Linh Quyết sao? Trung Nhạc mắt sáng ngời, lão già này quan tưởng đồ đằng văn của Huyền Vũ Kim Linh Quyết lên trên tay mình, chẳng phải là nói bên ngoài làn da của lão có được lực phòng ngự của Huyền Vũ Kim Linh Thuẫn hay sao? Lão nhân tán đi Huyền Vũ đồ đằng, lại thấy đồ đằng văn trên cánh tay biến đổi, hóa thành kiếm văn của canh kim kiếm khí bám trên bàn tay, nhẹ nhàng cắt một cái mà ngọc thạch bị cắt đi một mảng lớn như đậu phụ vậy. Lão cười hỏi, còn có thể như vậy nữa, ngươi đã hiểu chưa? Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu nói, đệ tử đã hiểu, cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo. Lão nhân đứng dậy bước đi cười nói, không cần cảm ơn, chỉ điểm ngươi chỉ là thuận tay, dẫu sao ta và ngươi cũng có chút duyên phận. Lão già này lợi hại đấy. Trung Nhạc nhìn bóng ta đi xa dần, đột nhiên trong thức hải vang lên giọng nói của Tân Hỏa. Trung Nhạc vui vẻ, ồ Tân Hỏa, ngươi rút cuộc đã tỉnh. Tân Hỏa nhảy ra khỏi mi tâm của hắn, ban nãy ta đã tỉnh rồi, nhưng ta cảm ứng được lão già này, sợ lão già phát hiện ra ta ở trong thức hải của ngươi nên mới không có nói gì.
lão già này là kẻ mạnh nhất trên núi kiếm môn này. Ta từng liên tục cảm ứng được khí tức của lão ta ngay tại Kim Đỉnh. Sao? Kim Đỉnh, người mạnh nhất ư? Trung Nhạc giật mình, thất thanh nói. Ý ngươi là ông ấy là môn chủ đương thời của kiếm môn sao? Môn chủ kiếm môn dạy ta điều khác ư? Hắn khiếp sợ vô cùng, bởi không ngờ ông già xấu xí này lại là người mạnh nhất kiếm môn, có mỹ danh kiếm thần, môn chủ của kiếm môn. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc mới bình phục trở lại nói. Bảo sao đám người Thác Vô Ưu lại tới gây sự với ta? Hóa ra khối kiếm bài kia là do môn chủ kiếm môn tạo hình. Ta bảo sao hội trưởng lão thấy kiếm bài này thì sắc mặt lại cổ quái như vậy. À, ta hình như từng nghe người ta nói rằng công pháp của môn chủ kiếm môn tên là Đại Tự Tại Kiếm Khí, không phải trong kiếm bài kia sẽ là đồ đằng của Đại Tự Tại Kiếm Khí đấy chứ. Trong hành trình đào vong ở Đại Nguyên Hoang Địa cùng Quân Tư Tà, hắn từng nghe nàng nhắc tới một bộ tuyệt học trong kiếm môn chỉ truyền cho môn chủ đời tiếp theo, có tên là Đại Tự Tại Kiếm Khí. Tân Hỏa bèn sửa lại, là Tự Tại Đại Kiếm Khí mới phải. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ môn chủ hợp ý ta, muốn bồi dưỡng ta trở thành môn chủ đời tiếp theo cho kiếm môn ư? Nào có phải như vậy, ta đạt được kiếm bài kia là trùng hợp thôi, là Khâu Cấm Nhi sư muội giao lại cho ta. À mà đúng rồi, môn chủ đưa kiếm bài cho Cấm Nhi sư muội để trị liệu bệnh hóa gỗ kia, mà ta chỉ là may mắn được học kiếm văn có chứa trong kiếm bài mà thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Mà trong tấm kiếm bài kia chỉ có công pháp thôi, pháp môn được chia làm công pháp và môn hộ. Công pháp là tu luyện, còn môn hộ là chiến đấu. Trên tấm kiếm bài ấy chỉ có công pháp thôi, chứ không chuyển môn hộ, nên ta chỉ học được một nửa Đại Tự Tại Kiếm Khí mà thôi. Tân Hỏa suy tư rồi nói, lão già vừa nãy đúng là phong thị, nồng độ huyết mạch phục khí trong cơ thể lão ta cao hơn người gấp 3 lần, có huyết thống giống như Phong Vô Kỵ. Huyết mạch phong thị thấp như vậy, xem ra trong đại hoang này không có ai là thần tộc phục khí thuần huyết cả rồi. Vậy với tu vi của ta hiện giờ, có thể chiết xuất ra huyết mạch phục khí không Tân Hỏa? Trung Nhạc nghĩ tới chuyện này bèn hỏi. Tân Hỏa lắc đầu nói, kỳ thực ngươi sớm chiết xuất rồi. Trong khi ngươi luyện hóa tinh khí thần thú thì vô hình chung huyết mạch lực của ngươi đã tăng lên, chỉ là tốc độ quá chậm nên ngươi mới không cảm thấy thôi. Huyết mạch phục khí của ngươi vốn đã rất yếu rồi, thấp hơn lão già kia phải 10 lần. Nhưng hiện tại lão chỉ cao hơn ngươi 3 lần, có thể thấy được là ngươi tiến bộ không ít rồi. Tiếp tục chiết xuất đi, chỉ cần vài tháng nữa thôi là ngươi sẽ đuổi kịp lão ta, thậm chí là vượt qua. Chờ khi nào vượt qua lão rồi, ta sẽ dạy ngươi cách dùng huyết mạch phục khí để mở ra phục khí thần nhãn. Trung Nhạc nghe vậy thì vui vẻ. Phục khí thần nhãn sao? Ừ, phục khí thần nhãn có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, từ trong đó phát hiện ra chân thực. Tập trung nhìn là có thể từ trong đồ đằng văn nhìn ra được huyền cơ huyền diệu, thấu hiểu tất cả biến hóa của đồ đằng, tìm được sơ hở. Tân Hỏa cười nói, nếu đủ để mở thần nhãn, cần gì phải phí sức mà điêu khắc rồi lĩnh ngộ như vậy. Giờ huyết mạch của ngươi chưa đủ tinh khiết, nếu chiết xuất huyết mạch phục khí trong cơ thể ngươi thì chỉ sợ chưa nổi một giọt, chưa đủ để mở thần nhãn đâu. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, chỉ cần mấy tháng là ta có thể mở ra được phục khí thần nhãn rồi sao? Ngoài phục khí thần nhãn ra, dùng máu phục khí là ngươi có thể mở ra được thân thể chiến đấu phục khí, có thể khiến chiến lực của ngươi tăng lên gấp 3 lần. Nhưng mở ra thân thể chiến đấu ấy khiến thân thể chịu gánh nặng cực lớn. Với trạng thái này của ngươi, nếu mở ra thân chiến đấu phục khí sẽ bị nguồn sức mạnh trong cơ thể chấn vỡ mất thôi. Tân Hỏa nắm chặt tay khuyến khích Trung Nhạc nói, thiếu niên thần tộc phục khí, hãy mau chóng tu luyện đi nào. Lúc này trên Kim Đỉnh, Bổ Lão tiên sinh xuất hiện sau lưng lão nhân cười hỏi, môn chủ, Trung Sơn Thị thế nào rồi? Là một hạt giống rất tốt. Lão nhân mỉm cười, trông có vài phần bướng bỉnh nói, nhìn cảnh hắn coi ta là cao nhân thế ngoại, ẩn mình trong kiếm môn thật là thú vị. Nếu hắn biết thân phận của ta, vẻ mặt của hắn ta hẳn là sẽ càng trở nên thú vị rồi. Bổ Lão tiên sinh bó tay nói, môn chủ, ngài càng già tính khí càng trẻ con rồi. Nhưng ngài nói cũng đúng, ta cũng muốn biết Trung Sơn Thị sẽ như thế nào khi biết thân phận của ngài đây.
Hai ông già nhìn nhau đều nở nụ cười xấu xa, hoàn toàn không ngờ rằng Trung Nhạc đã đoán ra được thân phận của lão nhân. Môn chủ, quân Tư Tà đã trở về, tuy bị thương nhưng nay đã khỏi hẳn rồi. Bồ lão tiên sinh nói, trong số bốn người bọn họ, môn chủ có quyết định ai sẽ trở thành môn chủ đời tiếp theo không? Lão nhân trầm ngâm rồi nói, bốn người này đều là những mầm mống không tệ, linh thể trời sinh, thêm tiểu nha đầu Khâu Đàn Thị là năm người. Năm người ứng với Ngũ Diệu là dấu hiệu đại hưng của kiếm môn ta. Nhưng trong số đó cũng có kẻ có dã tâm bừng bừng, mưu đồ gây rối. Quân Tư Tà bị phục kích ở Đại Nguyên Hoang Địa, chứng tỏ đã có kẻ bán đứng đại hoang ta. Ngũ Diệu tập trung ở kiếm môn có thể là việc tốt, nhưng cũng có thể là mầm tai họa, không thể không xem xét kỹ được. Có lẽ là Lục Diệu. Bồ lão tiên sinh cười nói, Trung Sơn Thí liệu có phải là linh thể Nhật Diệu trời sinh không đấy? Ngài xem, hắn không đạt được linh của kiếm môn mà có được Đại Nhật Kim Mô, mà Đại Nhật Kim Mô chỉ xuất hiện ở trên người của linh thể Nhật Diệu mà thôi. Lão nhân gật đầu nói, Trung Sơn Thí rất giống người có linh thể Nhật Diệu. Nếu hắn là linh thể Nhật Diệu, sợ rằng còn có linh thể Nguyệt Diệu xuất hiện. Ngũ hành đồng sinh, âm dương hòa hợp, có Nhật Diệu, ắt có Nguyệt Diệu. Mặc kệ Trung Sơn Thí có phải vậy hay không, hắn cũng không thể đảm đương chức vụ môn chủ đời tiếp theo được, bởi thời gian tu hành của hắn quá ngắn, mà cái mạng của ta thì không kéo dài lâu như vậy được. Nếu phát hiện hắn sớm vài năm, có lẽ còn có khả năng, chứ hiện giờ bó tay rồi. Lão lắc đầu nói tiếp, thực ra ta rất ưng hắn, thời gian hắn lĩnh ngộ được đại tự tại kiếm khí còn ngắn hơn cả ta, có thể thấy là hắn có ngộ tính rất cao. Tiếc rằng ta không thể sống tới lúc hắn trưởng thành thành thủ lĩnh nhân tộc được, cho nên môn chủ kiếm môn đời sau chỉ có thể là một trong số bốn người Phong Lôi Phương và quân kia thôi. Chỉ là trong số đó đã có một tên phản đồ. Yêu tộc không diệt được đại hoang, ma tộc không diệt được đại hoang, thần tộc cũng không diệt được đại hoang. Kẻ có thể tiêu diệt chúng ta chỉ có chính chúng ta mà thôi. Lão đứng dậy, thân thể gầy gò, tử khí nồng đậm quấn quanh khuôn mặt, lẩm bẩm nói, tình diệu đều đã xuất hiện, không biết là dấu hiệu đại hưng hay đại hung cho nhân tộc ta đấy. Trước khi chết đi, ta nhất định phải giống liệt tổ liệt tông kiếm môn, tạo nên 500 năm thái bình cho đại hoang, càng phải loại bỏ đi tất cả tai họa ngầm cho kiếm môn ta. Thứ ta muốn trả giá chỉ có cái mạng già này thôi. Lại nói, mà vào lúc này, bên ngoài động phủ của Trung Nhạc, đám người Thác Vô Lự, Hoàng Lạc Thi đã chờ được hơn nửa tháng, chờ tới mức cơn xanh nổi hết trên trán. Hoàng Lạc Thi cả giận nói, cái tên Trung Sơn Thị này là thỏ tu luyện thành tinh hay sao? Sao cứ thích chạy loạn khắp nơi như vậy? Các luyện khí sĩ khác có ai là không tu luyện trong động phủ của mình không? Mà chỉ có mình hắn ta là cả mấy tháng trời mới về động phủ có một lần. Thác Vô Lự cắn răng, đột nhiên nghe thấy tiếng con con vang lên, bốn vị luyện khí sĩ đều biến sắc mặt, vội đứng dậy chạy tới cùng một hướng. Nội viện gõ chuông triệu tập chúng ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Còn bên trong Ngọc Lâm, Trung Nhạc cởi sạch quần áo, sau đó đại nhật luân hồi không ngừng chiếu sáng thân thể, rèn luyện nó. Cùng lúc đó, bên ngoài làn da hắn hiện ra huyền vũ đồ đằng, 46 loại đồ đằng văn quấn quanh, tràn ngập kim quang. Từng đạo kim khí phóng lên cao, có tất cả là 18 đạo, vần quanh người hắn, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc chém. Đúng là 18 đạo kim khí trong gốc san hô đỏ. Những tiếng lăng keng vang lên không ngừng, những đạo kim khí ấy đánh vào người hắn, liền thấy đồ đằng văn lóe lên hào quang ngăn trở kiếm khí. Đột nhiên, làn da dưới xương sườn của hắn bị kiếm khí cắt vỡ, để lộ ra một vết thương nhỏ. Người sử dụng pháp môn của võ đạo tông sư vẫn chưa linh hoạt cho lắm đâu, còn có sơ hở. Tân Hỏa đứng trên bả vai hắn nói, huyền vũ kim linh quyết cần điều động 46 đạo đồ đằng văn, tạo nên long quy đồ đằng và đằng xà đồ đằng. Sơ hở của ngươi nằm ở điểm nối tiếp giữa hai loại đồ đằng này. Trung Nhạc nhíu mày, tĩnh tâm xem xét lại khuyết điểm của mình. Một lúc sau, kiếm khí lại bay lên như mưa rào, không ngừng chém vào trong thân thể. Lại không lâu sau, có một đạo kiếm khí cứa rách cổ hắn. Trung Nhạc nghiêng đầu né đi kiếm khí,
nên kiếm khí chỉ cắt vỡ làn da chứ không cắt đứt yết hầu. Lần này sơ hở ít đi nhưng vẫn chưa được. Đằng xà quay quanh Long Quy, trong đó Long Quy thiên về phòng ngự, đằng xà thiên về tán lực, nhưng người vẫn chưa nắm được tinh túy của điều này. Tân Hỏa nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân Trung Nhạc bị thương. Tân Hỏa nói tiếp: người đã quên một điểm, đó là nên dùng đằng xà tán đi lực công kích đánh tới kia đến nơi nào. Đằng xà tán lực lên trên lưng của Long Quy, mà ngươi lại tán lực ấy vào trong cơ thể của mình, nên ngươi mới bị thương. Trung Nhạc chặn vết kiếm trên cổ không cho máu chảy ra, suy nghĩ rồi nói: ý ngươi là không thể tách đằng xà và Long Quy ra, mà phải coi nó là một đồ đằng hoàn chỉnh sao? Tân Hỏa khen ngợi: chính là ý này. Trung Nhạc lặng lặng suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy tiếp tục thử. Hắn liên tục bị thương, trên người xuất hiện hơn chục miệng vết thương, giống luyện khí sĩ vừa trải qua một trận chém giết đẫm máu vậy. Không biết qua bao lâu, kiếm khí dày đặc điên cuồng đâm vào cơ thể của hắn, phát ra những tiếng keng keng vang lên không dứt. Đồ đằng văn quanh thân Trung Nhạc không ngừng vận chuyển, đỡ hết uy năng của những đạo kiếm khí kia, thậm chí san hô kiếm khí còn đâm tới mắt hắn. Trung Nhạc nhắm mắt lại, kiếm khí đâm vào mí mắt, bị đồ đằng văn trên mí mắt làm tan đi uy lực nên không bị thương tổn chút nào. Không chỉ như vậy, mấy đạo kiếm khí còn đâm vào nách, vào rốn, thậm chí là hạ thể. Những tiếng leng keng cứ thế vang lên, Trung Nhạc không bị tổn thương gì, hắn đã chống đỡ được tất cả các kiếm khí kia. Cuối cùng cũng học xong pháp môn phòng ngự của võ đạo tông sư. Trung Nhạc mặc y phục vào, thở phào một hơi. Nhưng lực công kích của san hô kiếm khí còn chưa đủ, chỉ tương đương với uy lực khi luyện khí sĩ ẩn linh cảnh ra tay. Nếu là long tướng kiếm khí, sợ rằng ta sẽ không ngăn cản được. Bởi vậy, phòng ngự chủ yếu vẫn phải dựa vào huyền vũ kim linh thuẫn thôi. Hiện giờ, thử khắc long tướng đồ đăng lên xương xem có hiệu quả gì nào. Hắn nghĩ là làm, lập tức quan tưởng long tướng đồ đăng, khiến tinh thần lực bám lên xương cốt. Lập tức một nguồn sức mạnh khó có thể tưởng tượng nổi tràn ngập trong cơ thể, ước chừng khiến sức mạnh vốn có của Trung Nhạc tăng lên gấp 3 lần. Trước đây khi biến thành long tướng, ta có thể trong vòng trăm trượng đột phá vận tốc âm thanh. Thực lực bây giờ tăng mạnh, khoảng cách đột phá vận tốc âm thanh đã rút lại chỉ hơn 60 trượng. Nhưng bản thân của ta mà đột phá âm trướng lại vô cùng khó. Không biết dùng tinh thần lực quan tưởng long tướng đồ đăng bám vào trong xương cốt có khiến ta đột phá được âm trướng hay không đấy. Hắn hít vào một hơi thật sâu, chân đột nhiên phát lực, đất đá dưới chân văng tung tóe, thân hình hắn lao vọt đi như một mũi tên. Trung Nhạc sải bước đi, dường như phát ra tiếng sấm, tốc độ càng lúc càng nhanh, vô cùng khủng bố. Khoảng cách trăm trượng loáng cái là qua, một tiếng ầm vang lên, thân hắn chợt xuất hiện một vòng mây trắng rồi từ từ tản đi. Hắn rõ ràng phá vỡ âm trướng, nhoáng cái đã đi được cự ly hàng dặm. Pháp môn di chuyển của võ đạo tông sư quả nhiên là đáng kinh ngạc mà. Trung Nhạc liên tục bước đi, rồi đột nhiên phóng lên cao, bôn chạy giữa không trung, chân đạp xuống đâu, không khí nơi đó bị đạp cho nổ tung. Không ngờ không cần dùng lô đỉnh, cũng chẳng cần dùng cánh, mà có thể đạp không lứt đi, chỉ để lại những tiếng nổ vang sau lưng. Cường giả võ đạo mà ra tay thì sẽ như thế nào đây? Trung Nhạc không ngừng di chuyển trên không trung. Trên Ngọc Lâm, cùng lúc đó hắn đi triển pháp môn cận chiến giao long nhiễu thể quyết. Thân thể hắn như mọc thêm vô số cánh tay, chỗ nào cũng là ảo ảnh của các cánh tay, do tốc độ công kích quá nhanh. Giơ tay nhấc chân đánh vào không khí, khiến không khí vang lên những tiếng nổ như tiếng rồng ngâm vậy. Sau một lúc, Trung Nhạc cảm thấy cơ thể không theo kịp nữa, lập tức ngừng lại, hạ xuống đất, cảm thấy hoảng sợ với hành động vừa rồi của mình. Môn chủ nói không sai, võ đạo tông sư quả nhiên là một cỗ máy chiến đấu hình người. Nếu đánh giáp lá cà với võ đạo tông sư thì là quá nguy hiểm. Ta không phải võ đạo tông sư mà có thể làm được như thế này. Nếu là võ đạo tông sư thật sự thì sẽ khủng bố tới cỡ nào đây? Vừa rồi hắn diễn luyện giao long nhiễu thể quyết trên không trung, sức mạnh bùng nổ ra từ trong cơ bắp khiến hắn cũng cảm thấy khủng bố. Bên trong xương cốt tràn ngập giao long lực, cơ bắp bật lên, long lực bùng nổ, khủng bố và dữ tợn. Mà vì hắn quan tưởng giao long nên khi ra tay đánh không khí, âm thanh phát ra cũng là tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Tiếp tục lấy đại nhật bảo chiếu quyết luyện thế, nhất định sẽ khiến thân thể ta được như võ đạo tông sư.
Trung Nhạc so sánh ưu khuyết điểm giữa võ đạo tông sư và luyện khí sĩ, thầm nghĩ. Nhưng võ đạo tông sư không phải là không có nhược điểm. Nếu chiến đấu trên không trung sẽ tiêu hao nhiều thể năng, mà sự biến hóa thân pháp cũng không linh hoạt, chất chứa rất nhiều sơ hở, khó có thể đánh lâu dài được. Võ đạo tông sư mà chiến đấu trên mặt đất thì rất mạnh, mà trên không trung lại chịu thiệt thòi. So với luyện khí sĩ thì mỗi bên đều có sở trường riêng, khó mà nói ai mạnh hơn được. Nếu học theo sở trường của cả hai sẽ khiến chiến lực của mình mạnh hơn. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện mặt trời, bảo chiếu luân hồi, tuần hoàn không ngừng. Ánh sáng chiếu rọi, rèn luyện thân thể. Không lâu sau, Trung Nhạc liền cảm thấy những miệng vết thương ban nãy do hắn thử huyền vũ kim linh quyết bắt đầu kết vảy, ngứa ngáy. Nửa canh giờ sau, sẹo tự động bóc ra, da rẻ không còn chút dấu vết nào của việc bị thương nữa. Không chỉ như vậy, tất cả các vết sẹo trước giờ trên cơ thể hắn cũng được đại nhật bảo chiếu tô luyện làm mờ đi. Đây là tác dụng rèn luyện thân thể của đại nhật bảo chiếu quyết, luyện đi tạp chất trong sẹo, khơi thông khí huyết, làm cho vết sẹo bình phục, máu thông suốt, tạp chất trong da cũng bị tô luyện đi. Đại nhật bảo chiếu quyết quả nhiên là mạnh. Sau này nếu bị thương da thịt, không cần dùng linh ngọc cao nữa rồi, chỉ cần dựa vào đại nhật bảo chiếu quyết này là có thể mau chóng bình phục, thậm chí không để lại ẩn hoán. Nhưng vẫn phải chuẩn bị một ít linh ngọc cao. Bị thương da thịt bình thường, đại nhật bảo chiếu quyết có thể chữa khỏi, nhưng nếu gãy xương thì hiệu quả của đại nhật bảo chiếu quyết không bằng linh ngọc cao được. Trung Nhạc cúi đầu nhìn thân thể, thấy da mình khỏe mạnh sáng bóng, chỉ thoáng động cơ bắp là sẽ bộc phát ra sức mạnh hơn xa trước đây. Ngay cả trái tim cũng đập mạnh mẽ hơn, dường như là một người khổng lồ đang đánh trống vậy. Chờ ta tìm hiểu ra pháp môn chiến đấu phi hành của Tam Túc Kim Ô là ta có thể rời khỏi kiếm môn, tới lãnh địa ưng chuẩn lĩnh của yêu tộc rồi. Trung Nhạc rời khỏi Ngọc Lâm, quay trở về động phủ của mình ở nội môn. Ngọc Lâm là nơi hắn điêu khắc, nay môn chủ kiếm môn không tới Ngọc Lâm dạy hắn nữa, mà hắn cũng cơ bản nắm được kỹ xảo tạo hình điêu khắc, không cần thiết phải ở lại nơi này. Mà sau này cũng không cần dùng ngọc thạch để điêu khắc nữa, dùng đá hoặc gỗ bình thường là được. Nếu cứ dùng ngọc mãi thì quá lãng phí, mà không ngừng điêu khắc rất có lợi cho việc luyện chế hồn binh sau này. Điêu khắc và tu hành, trong điêu khắc tìm hiểu đồ đằng văn cũng có thể học được cách luyện chế đồ đằng chú và hồn binh, lại có thể tìm hiểu ra pháp môn tu luyện của võ đạo tông sư. Môn chú trông có vẻ chỉ truyền thụ cho ta cách điêu khắc thôi, thế nhưng thực ra lại dạy ta rất nhiều thứ. Trung Nhạc không khỏi cảm khái. Hắn trước và sau khi tiến vào Ngọc Lâm, cho dù là về mặt tinh thần, diện mạo hay thực lực đều biến hóa và tăng trưởng không nhỏ, mà đó chỉ là mới nửa tháng. Quan trọng nhất là hắn đã tiêu trừ được tai họa ngầm khi không trải qua uẩn linh cảnh, nền tảng được củng cố vững chắc. Trung Nhạc quay về động phủ, trên đường đi hắn mang máng nghe thấy tiếng chuông vang, trên không trung còn có những đạo kiếm quang lóe qua, hẳn là có người ngự kiếm phi hành vội vã tiến tới nơi phát ra tiếng chuông. Trung Nhạc chặn một người lại thì nghe người kia nói: xảy ra chuyện lớn rồi, thần tộc tới chơi, các vị đường chủ, các đường của nội môn triệu tập đệ tử các đường tiến lên, ngay cả trưởng lão cũng bị kinh động. Sao, thần tộc tới chơi ư? Trung Nhạc ngẩn ra, mà tân hỏa ở trong thức hải lại vô cùng hưng phấn, liên tục hỏi: thần tộc sao? Chẳng nhẽ là thần tộc Phục Hy tới tìm kiếm tộc nhân sao? Nhạc tiểu tử, mau đi xem đi. Thần tộc ư? Ta chưa từng gặp thần tộc Phục Hy chân chính, nhân dịp này cũng tới xem sao. Trung Nhạc lòng cũng hưng phấn, vội đi theo tiếng chuông. Không lâu sau, hắn đi tới trước đại điện có hình cỏ linh chi. Lúc này thấy hầu như tất cả các đệ tử nội viện đều đã tụ tập ở đây, chia làm 8 đường. Kiếm môn có rất nhiều đệ tử, hàng năm đều có 20-30 người trở thành luyện khí sĩ. Trong nội môn có rất nhiều người tu luyện tới 80-90 tuổi vẫn không thể nào đột phá tu thành linh thể hợp nhất, chẳng thể trở thành đường chủ của kiếm môn. Có khoảng 1-2 nghìn luyện khí sĩ như vậy. Luyện khí sĩ nhỏ tuổi nhất tuổi chừng 12-13 tuổi, mà người lớn nhất thậm chí đã qua 100 tuổi, đầu tóc đã bạc phơ. 1-2 nghìn người tập trung ở đây, cũng may bình đài này khá rộng nên không có tình trạng chen chúc. Trung Nhạc vừa tới bên cạnh vách núi, liền cảm giác được một luồng khí tức vô cùng thần thánh xuất hiện ở trong điện, lại nghe thấy tiếng đại trưởng lão Hữu Ngô Thị cười nói:
Hiếu sư huynh từ Tây Hoang tới đây, không biết có việc gì. Trong điện vang lên một giọng nói khác, to như tiếng chuông, khiến gần 2000 luyện khí sĩ bên ngoài ong ong lỗ tai. Nói ra thì thật xấu hổ, năm xưa ta và một nữ tử nhân tộc có yêu thương nhau, sau đó hạ sinh một cô con gái, chính là tiểu nữ Sơ Tình. Sơ Tình có một nửa huyết thống của tộc ta, cũng có một nửa huyết thống nhân tộc, nên ta tính đưa tiểu nữ tới kiếm môn tu hành, để con bé không quên la lịch của mình. Không biết kiếm môn có thể thu xếp được không? Đại trưởng lão Hữu Ngưu Thị ồ lên một tiếng, cười ha ha đáp: Tây Hoang có thần miếu của thần tộc Hiếu Mang, cũng có truyền thừa của thần tộc Hiếu Mang, hơn hẳn kiếm môn ta. Vì sao Hiếu sư huynh lại đưa lệnh nữ tới nhân tộc ta như vậy? Ngô sư huynh chắc không biết rồi, thần tộc Hiếu Mang ta cực coi trọng huyết thống. Ở Tây Hoang, tiểu nữ bị xa lánh, chèn ép, không nhận được truyền thừa của tổ tông. Thậm chí ngay cả linh canh giữ thần miếu cũng không nguyện chúc phúc cho. Vị hiếu sư huynh kia thở dài: Ta cực chẳng đã mới tính đưa tiểu nữ tới kiếm môn, không muốn làm lỡ tương lai của con bé. Thực không dám giấu, con bé cũng là linh thể trời sinh. Sơ Tình, con đưa linh của mình cho Ngô trưởng lão xem đi. Dạ. Từ trong đại điện vang lên một giọng nói thiếu nữ có phần ngây ngô. Tiếp theo là hào quang bắn ra từ trong đại điện như thủy ngân vãi xuống mặt đất vậy. Ánh sáng kia nhu hòa mà thần thánh, mang theo chút thần bí thanh nhã, như một mặt trăng mọc lên bên trong đại điện. Sau một lúc lâu, từ trong điện truyền tới giọng nói run rẩy của Ngô đại trưởng lão: Là Nguyệt Diệu linh thể sao? Vị hiếu sư huynh kia cười nói: Chính xác, tiểu nữ đúng là linh thể Nguyệt Diệu, đồng thời cũng có được huyết mạch của thần tộc Kiếu Mang. Ta nghe nói kiếm môn đã có ngũ đại linh thể đối ứng với kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng ngũ diệu ấy vẫn thua kém Nguyệt Diệu một bậc. Linh thể Nguyệt Diệu là linh thể có thể sánh với linh thể Nhật Diệu. Ngô sư huynh, kiếm môn có nguyện ý tiếp nhận tiểu nữ không? Mà bên ngoài điện, Trung Nhạc chỉ cảm thấy da đầu run lên, sởn hết tóc gáy, cảm nhận được cái lạnh phát ra từ tận linh hồn. Linh thể Nguyệt Diệu ư? Mặt trăng đã bị người ta lấy hết, ngay cả linh trong đó cũng không cánh mà bay, thay vào đó là một bức tượng thần ma nhiều tay, linh của thần ma. Đã không còn Nguyệt Linh, lấy đâu ra linh thể Nguyệt Diệu đây? Chủng tộc khác căn bản không có khả năng có được linh thể Nguyệt Diệu. Có được linh thể này chỉ có thể là thần tộc đáng sợ đã đánh cắp Nguyệt Hạch của Nguyệt Linh kia mà thôi. Trung Nhạc nhìn về phía đại điện, tay chân lạnh lẽo. Hai tên thần tộc trong điện kia chính là tới từ thần tộc đã đánh cắp Nguyệt Hạch và Nguyệt Linh. Thần tộc này khiến thần nhân hỗn huyết của bọn chúng gia nhập kiếm môn ta, rút cuộc có toan tính gì đây? Ồ, nếu là linh thể Nguyệt Diệu, như vậy kiếm môn ta sao có thể chối từ đây? Trong đại điện, hội trưởng lão bàn bạc một phen, rồi lôi trưởng lão cười nói: Hiếu sư huynh hãy yên tâm, ngài đã đưa lệnh ái tới đây, kiếm môn ta tất sẽ không bạc đãi đâu. Kể từ hôm nay, lệnh ái chính là đệ tử nội môn của kiếm môn. Sảng khoái, sảng khoái mà. Vậy sau này tiểu nữ nhờ cậy vào các vị sư huynh vậy. Tiếng bước chân vang lên, Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đám người Ngô đại trưởng lão tiễn vị hiếu sư huynh kia ra khỏi đại điện, mà một thiếu nữ tuổi chừng 14-15 tuổi bước theo bên cạnh vị hiếu sư huynh kia. Nàng thuần khiết như ánh trăng, xuất trần bất nhiễm, dường như là tiêu điểm giữa bầu trời, thu hút ánh mắt của mọi người không thể rời đi. Còn Trung Nhạc lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn thầm nghĩ: Phải giết ả ta. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.